Mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi workshop ngày hôm nay với chủ đề là giúp mọi người có thể nhìn lại bài của Marketing On Air mà một số các team đã tham gia vào một hai vòng loại trước. Và chị cũng hy vọng là đây có thể trong cái buổi giới hạn của bài hôm nay mình sẽ có một số cái giới hạn về nội dung này, cũng như là một số mình chỉ có thời gian để nhận xét một số bài thôi, nhưng mà chị hy vọng rằng mọi người sẽ có thật nhiều insight nhiều nhất có thể để mình hiểu hơn về cái cách là làm sao để mình giải một cái case marketing khi mình bắt đầu đi thi một thi, hay là lúc mà mình làm proposal cho khách hàng trong tương lai ha. Rồi, vậy thì trước khi mình bắt đầu buổi ngày hôm nay thì chị muốn xin phép giới thiệu một chút về bản thân mình. Thì chị là Phương, thì chị có khoảng độ 5 năm kinh nghiệm trước khi mà chị đi học MBA. Thì trước khi mà chị, hiện tại chị đang học MBA tại, hiện tại thì thời điểm hiện tại thì chị đang ở Paris và chị đang học một chương trình MBA của SAC Paris, là một trong những cái trường business school top đầu của châu Âu. Thì bên trước cái thời gian mà chị đi học thì chị có khoảng độ hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc ở một số các công ty và tập đoàn ở Việt Nam. Thì bao gồm có, thứ nhất là sau khi chị ra trường thì chị có làm ở P&J Gold, tức là bán vàng ấy, bán trang sức vàng, một cái hãng thời trang bán lẻ trang sức khá là lớn ở Việt Nam nếu mọi người có quan tâm đến trang sức. Thì sau 2 năm đầu làm ở P&J thì chị có chuyển sang làm Assistant Brand Manager ở Fami và tập trung các dự án chủ yếu ở phát triển ở mảng social và e-com cho nhãn hàng. Sau đó thì chị có chuyển sang Suntory PepsiCo trong cái thời điểm dịch COVID để tập trung cho cái việc là optimize cái performance của beverage portfolio tại PepsiCo. Và cái công việc mà trước khi, gần nhất mà trước khi chị đi học đấy, là chị có thời gian hơn 1 năm làm việc tại Nestle, cụ thể là nhãn hàng Maggi, Food Business Unit. Thì là chị làm 2 cái phần việc chính. Thứ nhất là brand manager cho các sản phẩm liquid. Thì thời điểm đấy thì chị làm nước tương Maggi và nước gia vị cô lạc Maggi, cũng như là làm một số các hoạt động để giúp cho brand có thể gọi là digital transformation trong cái marketing tốt hơn, ví dụ như e-com, ví dụ như data transformation ha. Thì bên cạnh cái việc mà chị đi làm và chị đi học thì chị có tham gia một số các cuộc thi. Thì gần đây nhất thì chị có đạt giải nhì trong cuộc thi Worldwide Business Challenge, là một trong những cái cuộc thi mà chủ yếu về tech và fintech. Của Worldline, một công ty về fintech số 1 ở châu Âu. Trước đó nữa thì khoảng độ 2 năm đi làm ở thời điểm chị ở Vinasoy Pepsi thì chị có đi thi Vietnam Young Lion và may mắn được chọn là top 2 và đi đại diện Việt Nam để tham gia Vietnam Young Spy năm đấy. Thì bên cạnh cái việc mà mình có đi học, chị có đi học thì chị cũng có tham gia một số các hoạt động như chấm thi hoặc mentor cho một số các cuộc thi tại ở Việt Nam trước khi thời điểm chị đi học và không quá bận như bây giờ. Rồi, thì ở đây hôm nay mình sẽ cùng nhau đi qua một cái hành trình mình giải mã một cái đề, và cũng như là mình giải mã các bài làm đã gửi đến cho Normaline. Nhưng mà chị, trước khi bắt đầu thì chị muốn có một số cái điều nhắn nhủ. Thứ nhất là cái kinh nghiệm hay là những cái feedback, những cái chủ đề mà chúng ta thảo luận ở đây thì chủ yếu đến từ cái trải nghiệm của chị trong việc đi thi, trải nghiệm cá nhân của chị trong việc đi thi và chấm thi ha. Tức là nó sẽ không phải là một cái one size fit all, không phải là một cái approach mà luôn luôn đúng cho mọi tình huống. Và chị rất là hy vọng đây là một cái workshop nó có thể interactive, nó có thể có nhiều tương tác và cũng như có nhiều câu hỏi từ các bạn. Và mình nên nhớ là khi mà mình xem với chị thì với những cái bài toán marketing thì nó không có một đáp án, nó không phải giống như mình đi thi đại học, nó không có đáp án ABCD. Nên là chị cũng hy vọng mọi người có thể tiếp nhận nó với một tinh thần cởi mở, cũng như là có những cái critical thinking để mình đánh giá về những điểm mình thấy đúng và mình thấy sai ha. Đây là một cái buổi mà chúng ta sẽ cùng ngồi lại để nhìn lại cái hành trình với cả MOA Marketing On Air. Rồi, bên cạnh đấy thì cái câu chuyện là vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ
thảo luận những cái gì. Mình sẽ có bốn chặng đường ngày hôm nay, và phần Q&A 5 năm. Thì cái đầu tiên á, phần chặng đường đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau, chị biết ở đây có rất là nhiều bạn đã tham gia marketing online và những cũng có nhiều bạn đến đây và chưa xem brief, nên chúng ta sẽ xem lại cái brief đầu tiên. Thứ hai là chúng ta sẽ cùng đi qua một số các bước gọi là giải case cơ bản. Nếu mà chúng ta các bạn có tham gia giải case thì mình nên đi theo những cái bước nào theo theo cái cách nhìn và gợi ý của chị. Thứ ba thì mình sẽ có hai bài cùng nhau present ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ hai bài làm đó. Và cuối cùng thì chị có một số lời nhắn nhủ cho các bạn marketer ha, sau khi các bạn tham gia các cuộc thi. Đương nhiên là mình cũng dẫn phần Q ở đây, nhưng mà chị hy vọng rằng chúng ta sẽ có như thật nhiều câu hỏi trong suốt cả cái chương trình, cả cái workshop mình diễn ra ngày hôm nay. Rồi, vậy thì đầu tiên á, chúng ta sẽ cùng nói về cái brief ha. Vậy thì brief của mình tập trung vào thương hiệu là Basis, đúng không? Basis được thành lập vào năm 2011. Và đây là một cái thương hiệu mà nó tập trung vào các sản phẩm công nghệ chất lượng cao, độc đáo, tiện dụng. Và họ có một cái slogan đấy là practical, reliable và based on user, tức là thiết thực, đáng tin cậy và vì khách hàng. Tức là họ muốn ưu tiên những cái gọi là trải nghiệm khách hàng lần đầu tiên. Và với nỗ lực không ngừng trong những cái sản phẩm chất lượng thì đã có một cái sự tăng trưởng khá là thần tốc, từ mỗi năm cứ có tăng trưởng trung bình là 45%. Mọi người tưởng tượng là cái business mỗi năm nó lại tăng thêm một nửa cái số tiền mà mình có thể kiếm được năm trước đấy. Đấy là một cái business thực sự rất là tăng trưởng, đúng không? Rồi, vậy thì khi mà nhìn lại về khi mà họ có một cái nhìn rộng lớn hơn về cái thị trường phụ kiện Việt Nam á, thì họ nhìn thấy rằng thực ra cái thị trường Việt Nam nó rất là lớn, và nó có thể dự báo là lên đến khoảng độ 800 triệu đô vào năm 2027 với tốc độ tăng trưởng kép là 15%. Và trong khi đó thì Việt Nam lại là một trong những cái thị trường gọi như là sôi động nhất của cái thị trường gọi như là phụ kiện điện thoại này. Và với những cái dự án thúc đẩy với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025, tức bắt đầu từ năm sau đến năm 2030, thì doanh số một số cái thiết bị thông minh thì ngày sẽ càng tăng lên, bởi vì mọi người sẽ có xu hướng là trang bị nhiều hơn những cái thiết bị như là điện thoại di động, iPad hay là laptop. Song song với sự phát triển của thị trường đấy thì mình có nhu cầu tăng lên, vì các thiết bị điện tử thì chắc chắn những cái phụ kiện cho thiết bị điện tử cũng sẽ tăng lên, đúng không? Vậy thì ở đây họ có một số các thông số khác, vì là 40% khách hàng sẽ ưu tiên các sản phẩm phụ kiện công nghệ có kích thước nhỏ gọn và dễ dàng mang theo, và 63% là những người trẻ sẽ ưa chuộng các sản phẩm có tính di động cao. Vậy thì bây giờ cái xu hướng của các thiết bị phụ kiện lấy là cái việc là họ sẽ prefer những cái sản phẩm nhỏ gọn và dễ dàng mang theo. Rồi, vậy thì bối cảnh khách hàng là gì? Bối cảnh khách hàng ở đây á, thì họ sẽ nhìn ra rằng cái nhu họ khách hàng bây giờ ngày càng khắt khe, bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn, đúng không? Không chỉ là những cái sự lựa chọn của các sản phẩm trong nước mà còn có cả các sản phẩm ở nước ngoài nữa. Và họ nhìn ra rằng có cái hệ sinh thái rất là sôi động của các nhà bán lẻ, các nhà phân phối cho người tiêu dùng trên đa nền tảng. Thì từ đó mới có một cái câu hỏi làm thế nào để tạo ra các sản phẩm phụ kiện điện thoại ngày càng khác biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của người tiêu dùng, trong đó có thể duy trì và mở rộng thị phần trong thị trường đầy cạnh tranh này ha. Vậy thì cái sản phẩm của Basis có những gì? Basis thì hiện tại đang tập trung vào cái dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ cùng nói đến ngày hôm nay, đấy là các sản phẩm sạc có dây rút gọn. Thì bước chân đầu tiên với các sản phẩm ba đầu rút gọn thì nó đã đạt được một số các thành tựu nhất định ở trên cả Shopee này, Lazada và TikTok, với trên khoảng độ 14,5 triệu ở 14,5 nghìn trên Shopee, hơn 400 trên TikTok và Lazada. Thì cái câu chuyện là bây giờ họ họ hiểu rằng họ không chỉ muốn dừng lại câu chuyện là trở thành một một best seller trên các sàn thương mại nữa, họ muốn trở thành không phải best seller, fast seller trên các sàn thương mại nữa, họ muốn trở thành một thương hiệu dẫn đầu của các sản phẩm sạc có dây rút gọn. Và đấy là lý do mà họ tìm đến mình ha. Và các danh mục thì cũng khá đa dạng, thì bao gồm có các sạc dự phòng này, củ sạc cho ô tô, sạc không dây, ổ cắm điện chạm sạc và cáp sạc. Thì các sản phẩm này đều có tính năng là có các dây cáp có cùng thiết kế trẻ trung mới mẻ và dễ dàng di chuyển, dễ dàng mang đi. Rồi, vậy thì nỗ lực ghi dấu ấn với các sản phẩm của sản phẩm sạc có dây rút gọn thì ở đây á thì
dù là họ đã ra đời thành công ba cái dòng sản phẩm đầu tiên và đã được những cái lứa khách hàng đầu tiên khá là welcome rồi, khá là đón nhận rồi, nhưng họ có một cái ambition lớn hơn, theo chị hiểu là họ có một ambition lớn hơn là để có thể tiếp cận với tập khách hàng lớn hơn, có một cái thị phần ổn định hơn trong cái thị trường phụ kiện điện thoại. Và ở đây ạ, họ nhận ra rằng những cái sản phẩm dây cảm bản thân ngành hàng sạc có dây cáp rút gọn còn khá mới mẻ với thị trường Việt Nam, có độ nhận diện tương đối thấp và khách hàng chưa nhận thức rõ về giá trị thiết thực của sản phẩm. Vậy thì là một thương hiệu tiên phong thì họ có vai trò trong việc là giải quyết cái bài toán này, từ đó khai thác triệt để mảnh đất màu mỡ của các sản phẩm sạc có dây rút gọn bằng một bước đi nó đột phá hơn đấy là. Và đây mọi người sẽ cùng nhìn qua những cái sản phẩm mà họ đã có, thì họ có cặp rút dây, họ có sạc rút dây thần tốc, free to door nhìn nó rất là đáng yêu đúng không? Nó có kiểu tròn tròn ấy, cặp rút gọn là free to pour, sạc bàn này, sạc bàn kẹp sạc không dây và cốc sạc xe hơi kèm với cáp rút. Rồi vậy thì với những khách hàng mà với những cái sản phẩm họ đã có, họ đang tập trung vào những cái tập đối tượng khách hàng trẻ từ 20 đến 35 sinh sống tại các thành phố lớn, và những khách hàng này ưa chuộng sự tiện lợi này, yêu cầu cao về thẩm mỹ này và đề cao cả chất lượng và độ bền ha, tức là khách hàng đây là một cái tập khách hàng khá là high demanding. Vậy thì với một cái câu chuyện là với cái vai trò một client đến với cuộc thi MOI Marketing Online thì họ kỳ vọng rằng sẽ có thể team các team sẽ mang đến những chiến lược tiếp cận và đề xuất các hoạt động marketing mà vẫn thực hiện được cái giá trị cốt lõi là based on user, phù hợp với các sản phẩm sạc có cáp rút trong quý 4 năm 2024 nhằm các mục tiêu: thứ nhất, tăng độ nhận diện, và từ đó educate người dùng trong việc cung cấp các giá trị thiết thực mà sạc có dây cáp rút gọn có thể mang lại. Thứ hai ấy, là đạt được 5 triệu tiếp cận trong sau cái chiến dịch đấy, và cuối cùng là có thể đạt được cái lượng thảo luận trên mạng xã hội là trên 1 triệu. Tức là ở đây mình sẽ nhìn thấy rằng có những cái hoạt động mà ở đây 5 triệu tiếp cận và có 1 triệu trên mạng xã hội, vậy thì họ kỳ vọng khoảng độ let's say là 4 triệu từ các kênh khác đi, từ các hoạt động offline ha. Rồi, một số các lưu ý mà các bạn team sẽ cần phải chú ý ạ. Chị không biết là mọi người có hay để ý, đây là một trong những cái trang rất là quan trọng. Thứ nhất là ưu tiên các ý tưởng giới thiệu sản phẩm có thể sử dụng vào đời sống thực tế tại Việt Nam nhé. Tức là mình phải rất là specific vào cái insight của người tiêu dùng Việt. Thứ hai á, thể hiện được cái phong cách trưởng thành về trẻ trung nhưng không được non nớt và nọ trẻ con. Và mình sẽ tập trung khắc họa cái cuộc sống của những người mới đi làm hoặc đã đi làm một vài năm. Basis thì không nhắm đến kiểu cái phân khúc giá rẻ mà họ muốn highlight câu chuyện là giá hợp lý. Và mình có thể bắt trend nhưng mà không quá khiêng cưỡng. Và ở đây á, mình có một điểm mà chị nghĩ là mọi người nên chú ý nhiều, đấy là sản phẩm chỉ bán tại các kênh offline như là Thế giới di động này, Cellphone S này, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Phong Vũ, các sản phẩm ở brand shop hay là không bán trên các trang thương mại điện tử, nên sẽ không có thể áp dụng các phương pháp như là KOL, KOC, livestream, tryout affiliate bằng cách gắn giỏ hàng vân vân. À, mình rất là chú ý đến cái điều này và chị sẽ giải thích rõ hơn ở những cái ở cái phần giải đề lần sau, bài phía sau. Rồi, vậy thì trước khi mình bắt đầu mình nghe về cái câu chuyện là các bạn đã giải đề này như thế nào, thì chị cũng muốn nói qua về một số cái phân case solving fundamental, một số cái điểm mà chị muốn lưu ý với mọi người khi mọi người bắt đầu nhìn vào một cái case ạ, thì mình sẽ nên làm có những cái bước như thế nào để giúp cho cái team của mình có thể giải case một cách gọi như là chắc chắn hơn và mình tự tin hơn, thay vì mình hơi bị lơ mơ bay bổng ha. Rồi thì ở đây á, thì chị sẽ nghĩ nhá, đấy là khi mà một trong cái bộ cuộc thi mình có một thời gian nhất định thôi đúng không, thì mình sẽ có bốn bước chỉnh để mình làm một cái case, mình giải case. Thứ nhất đấy là mình phải debrief, thứ hai là mình phải làm research, thứ ba là mình phải brainstorming, và thứ tư là làm proposal. Và nếu mà các cuộc thi mà yêu cầu let's say là mình chuyển từ vòng 1 sang vòng 2 mà đề vẫn không đổi ạ, à, chỉ thay đổi yêu cầu ạ, à, thì có thể là cái phần debrief này sẽ được thay bằng cái phần là feedback recap, hoặc là cái phần trước mình đã giải đến đâu để mình recap lại
ở phần giải giải cây vòng 2 ha. Rồi, vậy thì đầu tiên á, mình sẽ cùng nhau nói qua về câu chuyện debrief. Khi mình đọc một cái đề á, thì chị sẽ khuyên mọi người là nên nốt một vài cái ý chính ra để làm gì? Để mình không bị overwhelmed bởi vì quá nhiều thông tin. Mình nên có một cái bảng debrief ra thông tin mà mình sẽ cần phải chú ý, những cái key information mình sẽ cần phải chú ý trong cái thời điểm mà mình giải đề. Thứ nhất, đấy là những cái thông tin như nào? Thứ nhất, đấy là cái ngành hàng mà mình cần phải giải là cái ngành hàng nào? Thứ hai, thương hiệu là thương hiệu nào? Thứ ba là họ đã xác định được tập khách hàng của mình chưa? Thứ tư, đấy là họ đang gặp phải vấn đề khó khăn gì trong kinh doanh? Thứ năm, đấy là từ cái vấn đề khó khăn trong kinh doanh đấy, họ có mục tiêu gì cho doanh nghiệp của mình? Thứ sáu là từ cái mục tiêu của doanh nghiệp, họ có yêu cầu gì, mục tiêu gì cho các hoạt động marketing và communication không? Và cuối cùng, cái đề này yêu cầu mình phải gửi cho ban tổ chức cái gì? Gọi là key deliverables. Ha. Vậy thì tương ứng với đề này á, mình sẽ cùng nhau nhìn lại nhé. Vậy thì ngành hàng category là gì? Đây là một cái sản phẩm. Với đề này thì đây là một sản phẩm phụ kiện điện thoại, đúng không? Sạc có dây rút gọn, charger with a retractable cable. Rồi, thứ hai á, brand là brand gì? Brand Pacers. Thứ ba, target audience, target consumer, họ đã xác định chưa? Rồi, họ xác định đấy là tập khách hàng trẻ mới đi làm, young professional, tuổi từ 22 đến 35, và mostly, và đa số là sống ở thành phố lớn. Rồi, vậy thì câu chuyện ở đây, business challenge, mình nhìn thấy là gì? Đấy là có cái sổ độ hiện diện và nhận biết chưa cao. Nếu mà từ góc nhìn của thị trường ạ, thì chính là low penetration, ít độ thâm nhập vào hộ gia đình. Hoặc là thâm nhập vào cái thói quen của khách hàng. Vậy thì cái câu chuyện tiếp, vậy thì mục tiêu của gì? Khi mà mình bị thấp penetration, độ thâm nhập thị trường, thì mình sẽ cần phải mục tiêu mà họ nhìn ra và mình cũng sẽ nhìn ra, đấy là họ muốn tăng trưởng cái độ nhận biết và thâm nhập của thị trường, về của sản phẩm vào trong thị trường và trong cái túi, trong giỏ hàng của người tiêu dùng, bằng cách là họ giới thiệu, họ educate khách hàng về những cái tính năng của sản phẩm. Rồi, vậy thì mục tiêu họ có nhắc đến là gì? Họ có nhắc ở cái phần, ở cái trang group cuối cùng là họ expect về mặt MarCom, đấy là họ có thể giúp đạt được 5 triệu reach, tiếp cận được 5 triệu người sau cái campaign và có cái độ thảo luận trên mạng xã hội là 1 triệu cuộc thảo luận. Rồi, vậy thì họ kỳ vọng gì? Mình gửi họ cái gì? Thứ nhất, đấy là một cái holistic marketing plan proposal. Rồi, bốn cho dành cho quý 4 nhé. Mọi người chú ý cái thời điểm là quý 4 năm 2024 nhé. Thứ hai á, là cái điểm mà format thì họ thì cái format này khác với một số các cuộc thi khác như là bản lĩnh marketer hay là marketing challenger. Ở đây á, họ kỳ vọng là mình sẽ có một cái format là gửi cái slide, cái bài làm chỉ trong một slide thôi, một slide, tức một slide nó phải gồm tất cả các nội dung chính luôn, và key content của mình sẽ gồm có phần là summary này, thì target audience and insight solution và implementation. Thì cái đấy mọi người, những cái key content đấy mọi người có thể tìm được ở trong cái phần gọi là tiêu chí đánh giá. Thì đây, với những cái tiêu chí đánh giá này thì chính là những cái phần mà người ta yêu cầu khách hàng mình là người đi thi mình sẽ phải cần phải thể hiện trong bài làm. Rồi, vậy thì mình á, có một cái mà chị nghĩ là mọi người sẽ cần phải để ý rất nhiều trong cái phần gọi là tiêu chí đánh giá. Đấy, họ có đặt ra những cái tiêu chí đánh giá như tổng quan chiến dịch bao nhiêu này, đối tượng và mục tiêu bao nhiêu và những cái điểm số như vậy. Thì tương ứng như vậy thì mình cũng sẽ phải xác định ra rằng mình sẽ có thêm một cái phần sau khi mọi người debrief về những cái thông tin về ngành hàng của khách hàng á, mình sẽ cần phải debrief là bây giờ với một cái marketing proposal á, thì họ yêu cầu mình có những phần nào, phần đâu là phần quan trọng. Thì mình sẽ cần phải list ra, ví dụ như là summary là 10% này. Target and insight, target audience and insight là 25%, solution 30%, implementation này, or execution là 30%, và cuối cùng là phần presentation, tức là cái bài làm của các em, cái chất lượng bài làm của em là 5%. Thì ở đây mình sẽ nhìn thấy rằng họ dành rất là nhiều thời gian cho cái việc là họ rất nhiệt thành, rất là nhiều cái phần gọi như điểm cho cái phần gọi là sáng tạo, ví dụ như solution mình giải quyết như nào, các ý tưởng marketing như thế nào và insight là gì. Vậy thì mình có thể thấy rằng đây là một cái bài, một cái đề marketing và một cái phần làm nó yêu cầu phần creative rất là nhiều,
nó sẽ khác với một số các cuộc thi. Nếu mà mình nhìn á, có một số các cuộc thi, let's say là vòng 1 của bản lĩnh marketer, nếu các em có tham gia thì đấy, vòng 1 thì nó lại khá nghiêng về cái phần là research, tức là cần phải các em hiểu, đọc hiểu data và có những cái insight rất là concise từ những cái phần data đấy. Thì với cuộc thi này thì không có yêu cầu quá nhiều về phần data và cũng không có yêu cầu quá cao về cái việc là các em phải hiểu thị trường vân vân, vì nó còn không được mention trong cái tiêu chí chấm điểm mà. Nó sẽ tập trung chủ yếu về khách hàng, về cách các em giải quyết vấn đề và cách các em thực thi từ các ý tưởng lớn. Nên đây sẽ là một cái bài làm nó yêu cầu khá là cao về phần creative, những cái ý tưởng và sự connection và sự kết nối giữa các phần với nhau ha. Rồi, vậy thì mình cùng nhau mổ xẻ tiếp theo á, là về phần là tiêu chí đánh giá. Thì các em có thể nhìn thấy ở đây. Ha, mình sẽ nhìn thấy ở đây nha, là mình ở ở đây có hai trang, thực ra là tiêu chí đánh giá hai trang, thì chị sẽ mổ xẻ tiếp này. Ngoài cái phần là cái trọng số điểm bao nhiêu á, thì chị cũng muốn là khi mọi người làm đề á, thì mọi người nên đọc thật là kỹ cái phần tiêu chí đánh giá, nhấn mạnh lại nha mọi người, bởi vì á không mọi người hay bị, các bạn newbie mới đi thi hay bị là bị overwhelmed vì những cái thông tin mà bài cho quá mà mình quên mất đi là thực ra người chấm hay là người ra đề họ tìm kiếm cái gì. Thì chị sẽ khuyên mọi người thực sự cái bước đầu tiên là phải thực sự rất là tập trung vào cái việc là cái tiêu chí đánh giá họ biết cái gì, họ rất là honest trong cái bài đấy. Thực ra là giải đề marketing chính là họ rất là honest trong cái chuyện là người ta biết người ta muốn cái gì, nhưng mà mình lại không để ý thôi. Thì cái câu chuyện là ví dụ như là phần tổng quan chiến dịch này, thì mình sẽ nhìn thấy rằng ok, phần này chiếm 10%, vậy thì những cái keyword mà mình là những cái phần mà mình phải mention trong cái phần tổng quan chiến dịch là gì. Thứ nhất đó, đấy là mình phải chỉ ra được vấn đề đặt ra với những cái challenge đối với brand, đối với ngành hàng là gì. Thứ hai, đấy là giải pháp, tổng quan về giải pháp của đội thi trong chiến dịch này. Thì cứ những cái thứ gọi là giải pháp á, thì nó sẽ thường đấy là mình sẽ có những cái big idea hoặc là cái cách mà mình tiếp cận để giải quyết vấn đề. Tức là cái theme, main theme thôi. Ha, thì mình sẽ phải cần phải để đưa ra hai cái thông tin đấy, là thứ nhất là cái vấn đề đặt ra và thứ hai là cái cách tiếp cận solution chính mà mình có thể giải quyết vấn đề này. Không jump into detail, không jump to execution quá nhiều ha. Rồi, đến cái phần thứ hai là đối tượng và insight. Đối tượng insight á, thì ở đây họ có chia ra làm hai phần mà mình sẽ cần phải để ý này. Tức là mình phải có hai cái phần separate ra trong cái phần đối tượng và insight. Thứ nhất là đối tượng và thứ hai là phần insight. Vậy thì đối tượng ạ, thì mình ở đây nó, thì nó sẽ đâu đó chiếm 10 điểm, thì họ sẽ cần phải nói là thứ nhất ạ, mình cần phải nói cho họ biết đâu là đối tượng mục tiêu của mình. Thứ hai ạ, đấy là với có những cái đặc trưng chủ yếu của những cái đối tượng mục tiêu đấy. Và thứ ba là mình phải giải thích được cái sự phù hợp của cái đối tượng đấy với Bezos và các sản phẩm của họ. Rồi đến cái nhóm insight, insight thì mình sẽ cần phải chú ý những cái phần thứ nhất đấy là mình phải chắc chắn là mình phải có một cái sự thật thấu hiểu rồi. Nhưng mà ở đây họ nhấn mạnh là mình phải có một cái sự thật thấu hiểu, insight phù hợp và logic với những cái gì mà mình mention ở trên của cái phần mà đối tượng mục tiêu. Thứ hai là mới mẻ sáng tạo, thì cái này chị nghĩ là cũng không cần phải quá để ý đâu, vì insight nó cũng ít khi gọi là quá mới mẻ lắm. Thì cách mình giải quyết vấn đề thì nó sẽ mới mẻ tốt hơn. Thứ hai đấy là cái phần mà solution, cái thứ ba là phần solution. Trong solution thì mình lại có hai phần nữa là creative approach và big idea. Rồi, creative approach của mình á thì mình sẽ nhìn ra rằng creative approach á, thì mình sẽ nhìn ra rằng ở đây á mình sẽ cần phải xác định cái phần cách tiếp cận vấn đề sáng tạo rồi. Và họ quan trọng hơn, họ có highlight là mình phải chỉ ra được mối quan hệ giữa ý tưởng marketing này, bài toán marketing, target audience và ý tưởng, big idea lớn. Tương tự đến cái phần big idea thì mình sẽ cần phải thấy ra rằng ở đây họ muốn một cái big idea mà có sự liên kết với insight và creative approach. Tức là mình sẽ nhìn ra được là mình phải có một cái sự liên kết từ cái chỗ insight này đến creative approach và đến big idea, là gần như là một cái dạng thống nhất với nhau. Ha. Rồi, vậy thì đến cái phần ý tưởng thực thi, phần chiếm 30 điểm. Let's say còn lại đi. Thì tất cả các hoạt động ạ, nó sẽ cần phải có sự liên kết với thương hiệu và tính năng sản phẩm. Và ở đây á, họ nhấn mạnh một điểm nữa, đấy là có thể thực thi trong thời gian yêu cầu. Tức là cái yếu tố về mặt timing á, là quý 4 năm 2024 là cực kỳ quan trọng trong cái phần execution. Ha. Rồi, đấy là
mình ngồi lại với nhau và mình thấy nhìn ra mình đọc đề và mình take note những cái ý chính. Đấy là cái kỹ năng mà chị nghĩ là nếu mà các em làm ở trong let's say IELTS reading đi, mình cũng sẽ làm tương tự. Thì cái khi mà mình giải một cái case marketing ấy, thì chị cũng kỳ vọng là các bạn cũng sẽ có những cái đầu tư, các bạn có một cái phần gọi là debrief ngồi lại và gọi như là tổ chức lại những cái thông tin mà mình có trên cái brief, thay vì là mình kiểu khi mà mình ngồi xuống và mình debrief lại thì cái phần mà deliver của mình, deliverable của mình rõ hơn rất là nhiều. Rồi đến cái bước thứ hai là bước resource ha. Khi resource khi mà mình có một cái câu như này này, tức là mình sẽ không thể làm một cái bản marketing mà chỉ với tờ giấy trắng và một chiếc bút chì không ngòi được, đúng không? Thì cái câu chuyện đấy là mình không thể làm marketing là nếu mình không hiểu thị trường, mình không hiểu người tiêu dùng, mình không hiểu đối thủ của mình là ai. Thì sẽ suggest mọi người sẽ làm một cái, dù thời gian mọi có người có nhiều hay ít thì mọi người cũng nên tìm hiểu về những cái thông tin, let's say ở trên ngành hàng, về ngành hàng, category, consumer, competitors là đối thủ cạnh tranh của mình, thì đâu là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đâu là đối thủ cạnh tranh gián tiếp, và cái điểm gì sẽ là barriers và driver cho người tiêu dùng sử dụng cái sản phẩm của mình thay vì sử dụng sản phẩm của đối thủ, và cuối cùng là company, hiểu rõ hơn về những cái offer mà sản phẩm mà công ty có thể dành cho người tiêu dùng. Thì những cái thông tin này mình có thể tìm kiếm ở ngay trong cái bản brief, hoặc là mình có thể tìm kiếm ở trên internet. Và hoặc là cái những đặc biệt những cái thông tin liên quan đến consumer này, thì bởi vì mình sẽ nhìn thấy đâu đó ấy, các tập consumer ấy, nó cũng sẽ gần với cái tập mà mình là của người dự thi ấy. Thì chị cũng sẽ yêu cầu chị cũng sẽ cổ vũ các bạn là làm thật là nhiều research, kiểu như là hence primary research, tức là hỏi thăm bạn bè, làm deep interview và làm survey, thì mọi người sẽ có cái sense về thị trường nó tốt hơn rất là nhiều thay vì chỉ ngồi và đoán ha. Rồi, ngoài ra nữa thì mình cũng nên là làm một số cái những cái thông tin á, mà mình nên xem lại là dựa trên cái một số cái thông tin mà mình làm research tiếp theo á, đó mình phải dựa trên cái kênh phân phối ấy, ha. Tức là bởi vì là ở trong cái phần ở cái trang cuối cùng á, mọi người highlight rất là nhiều với cái câu chuyện là cái ngành này là một cái ngành, cái sản phẩm này được bán ở một số các kênh offline thôi chứ không được bán online. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là vậy thì cái distribution landscape của ngành hàng và sản phẩm như thế nào? Thì thường á chị từ cái kinh nghiệm và hiểu biết của chị thì thường á, thì những cái sản phẩm gọi như là phụ kiện điện thoại nó có thể bán ở đâu đó khoảng bốn cái nhóm kênh chính như sau: traditional trade, modern trade, flagship store và online channel. Thì mình sẽ nhìn thấy ví dụ như traditional trade đi, thì nó sẽ được bán rất nhiều ở các khu vực let's say như là chợ, các sạp ở chợ ấy. Các bạn nào ở Hà Nội ấy, thì các bạn kiểu ra chợ xanh thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều các sản phẩm kiểu như sạc dự phòng rồi hay là các chợ trời ha. Thứ hai là các cửa hàng gọi là cửa hàng truyền thống. Các cửa hàng truyền thống này thì nói là truyền thống thì nó cũng không xa lắm. Nó là một nhóm những cái cửa hàng gọi như đơn lẻ. Nó sẽ là đơn lẻ đi của các hộ gia đình mà họ có kinh nghiệm để họ mở ra để họ buôn bán điện thoại cũ và sửa điện thoại. Thì đây cũng sẽ là một cái điểm phân phối phù hợp cho các sản phẩm phụ kiện điện thoại. Ngoài ra đến cái nhóm kênh thứ hai ấy, đấy là nhóm modern trade. Modern trade thì thường các sản phẩm phụ kiện điện thoại sẽ được có thể bán ở trong các quầy điện tử của các hyper supermarket, ở một số các mini market nhất định, một số convenience store, khi mà ví dụ như ở trong Soho K hoặc GS25 cũng sẽ có một số các gian hàng mà có các thiết bị gọi là phụ kiện điện thoại này. Và đặc biệt họ còn nhấn mạnh ở trong cái đề của mình ấy, đấy là họ bán ở những cái chuỗi bán lẻ lớn như là thế giới di động, điện máy xanh vân vân ha. Thì đấy gọi là retail chain, specialization retail chain, tức là cái chuỗi mà chỉ tập trung vào một số các nhóm ngành hàng thôi ha. Rồi ngoài ra thì ở nước ngoài thì thực ra chị cũng không chưa để hình ở đây, thì có một số các công ty ấy, khi mà nếu mà đủ lớn ấy, thì họ sẽ có một số cái flagship store, let's say như là các sản phẩm phụ kiện của Apple đi, thì sẽ được bán trong các Apple Store. Đấy, thì nó sẽ có những cái cửa hàng chuyên dụng bán các sản phẩm của cái ngành hàng đấy. Và cuối cùng là online channel. Online channel của mình á, thì nó sẽ còn thường với các sản phẩm gọi là
Phụ kiện điện thoại nó có thể bán ở một số các kênh. Thứ nhất là Click Emota. Click Emota chỉ chính là cái version online của các chuỗi bán lẻ ở dưới này. Ví dụ như Thế giới di động thì có Thế giới di động.vn hay là Điện máy xanh.com, đó, của Điện máy xanh. Rồi, thứ hai thì như mọi người cũng có thể đọc trong đề thì nó có thể bán thông qua các kênh Pew Player. Ví dụ như là Shopee, Lazada. Và gần đây á, như một hiện tượng nổi lên của ngành thương mại Việt Nam thì chính là cái việc là rất nhiều các sản phẩm được bán thông qua các TikTok, TikTok livestream, thì đấy gọi được gọi là như một phần của social commerce. Rồi, vậy thì câu hỏi tiếp theo là vậy thì mình lấy thông tin ở đâu để làm research? Thì ở đây là một số các nguồn mà chị nghĩ là mọi người có thể tận dụng này. Thứ nhất đấy là mình có thể tận dụng các research đã sẵn có, gọi là gì ta, secondary research à? Ừ. Thì cái nguồn mà quan trọng nhất chính là cái brief bám sát vào tất cả những cái gì dùng ưu tiên dùng tất cả những cái gì đã viết được trên cái case brief đó. Nếu mà không có trong trong brief á, thì mình có thể tìm ở trên internet. Let's say đó là những cái khoảng những cái report từ Kantar Nelson, những cái report về cái thái độ hành vi của người tiêu dùng. Rồi, hoặc là có thể làm những cái in-depth interview với bạn bè, gia đình, thăm gia đình bạn bè, hoặc là đọc những cái báo cáo về social listening để mình hiểu cái insight về việc là sử dụng các sản phẩm social media như thế nào ha. Rồi đến observation. Đến observation thì mình cũng có thể có những quan sát người tiêu dùng thông qua một số các kênh như là người tiêu dùng này, người mua hàng này, và cả trải nghiệm cá nhân của mình nữa. Rồi cái còn một số các kênh khác mà mọi người có thể xem qua. Thứ nhất đấy là những cái trend, ví dụ như là trend ở trên TikTok này, xem mọi người đang ưu tiên có những cái xu hướng gì, sản phẩm gì hot để hiểu cái insight của các bạn, hay là những cái tin tức về mặt vĩ mô này, hay là những cái thông tin từ chuyên gia đầu ngành, những cái feedback mà khách hàng đã có, let's say ở trên các fanpage của Pacers hay là các của đối thủ ha. Rồi mình cũng có thể đến tận điểm bán để xem những cái thông tin của PJ, B-Boy, họ nói gì về cái hành vi và cái thói quen mua hàng của khách hàng. Rồi, thì đấy là xong phần research. Đến cái phần thứ ba là brainstorm. Thì thường chị sẽ khuyến khích mọi người nhá, mình sẽ nhìn ra ở cái đề này khi mọi người đọc cái phần tiêu chí đánh giá, họ nhấn đi nhấn lại rất là nhiều lần cái sự liên kết và kết nối giữa các phần. Thì khi mình làm brainstorm ấy, thì chị sẽ khuyên mọi người này là khi mình brainstorm mình nên nghĩ là insight. Sau đó mình từ insight mình ra creative idea, và mình sẽ coi như là let's say insight á, là vấn đề, creative idea là chìa khóa để giải quyết vấn đề đấy. Và từ cái creative idea ra key message, thì big idea là cái theme chính, chủ đề chính để giải quyết vấn đề đấy. Key message là thông tin mà mình muốn nói với người tiêu dùng cuối cùng ha. Và từ hai cái đó, từ creative idea và key message phải được thể hiện một cách thống nhất, consistent trong tất cả các hoạt động của deployment plan. Nếu như mình nói về câu chuyện năng động, sáng tạo trong creative idea và key message, thì trong những cái action của deployment plan mình nhất định phải nhắc về cái yếu tố sáng tạo, năng động đó trong tất cả các hoạt động ha. Rồi, thì ở đây là một cái điểm khác biệt về cái vai trò của creative idea và key message trong cái deployment plan. Thì creative idea nó là cái chủ đề chính, màu sắc chính mà mình muốn thể hiện trong các hoạt động của deployment plan. Còn key message là thứ để mình nhấn đi nhấn lại rất là nhiều lần trong cái deployment plan đấy. Tức là mình phải thể hiện nó đâu đó trên TVC, trên OH, trên các hoạt động digital. Bởi vì không có các hoạt mình không nói nó ở thông qua các hoạt động mình nói với kiểu tương tác với người tiêu dùng thì mình nói key message ở đâu, đúng không? Rồi, và tiếp theo brainstorm thì chị sẽ đề xuất mọi người nên lúc nào cũng think consumer journey first. Thì ở đây chị có một cái framework mà chị nghĩ là dễ cho mọi người follow. Thứ nhất đấy là cái model với AIDA funnel. Là AIDA thì là A stand for là awareness, I stand for interest, D stand for desire, và A cuối cùng stand for action. Thì với mỗi bước này á, thì với marketer họ nên mình nên có những cái strategic question, và từ đó mình define ra những cái activity mà mình nghĩ là nó phù hợp để giải quyết cái vấn đề đó. Thì let's say với cái bước đầu tiên làm ấy awareness,
Thì lúc này strategic question là làm sao một người marketing, một team marketing có thể đánh thức nhận thức của người tiêu dùng về việc ok, tôi có cái nhu cầu đấy, ok, tôi thích cái sản phẩm đấy, ok, tôi muốn cái dòng sạc tiện lợi đấy, ha. Thứ hai là interest, là cái thứ là khiến cho mình bắt đầu build gọi là chemistry với giữa nhãn hàng, giữa ngành hàng đối với người tiêu dùng, ha, khiến cho họ cảm thấy rằng họ họ somehow họ thích mình, họ có cảm tình với mình. Thì là hai cái điểm này, mình hai cái bước đầu mình sẽ nhìn thấy rằng với bước awareness là làm thế nào càng nhiều người càng biết càng tốt, thì các hoạt động mà mình lựa chọn sẽ là các hoạt động có tính mass, có tính lan tỏa, có tính cover nó rất là rộng, thì bao gồm có thể là TVC này, có thể digital, có thể là các quảng cáo ngoài trời. Đến bước thứ hai là interest, thì đấy là các bước mà mình sẽ yêu cầu có cái gọi là tương tác hai chiều cả từ nhãn hàng nói và từ người tiêu dùng nói. Thế lúc này á, thì mình sẽ có những cái hoạt động như là influencer này, có những activation để họ tham gia tại điểm bán này, có những cái retailer recommendation đó, ví dụ như là điện thoại, ví dụ như điện máy xanh mà có nhiều cái chương trình mà kiểu như là recommend là bạn nên dùng cái sản phẩm, đây là sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng của chúng tôi, thì rõ ràng sẽ rất là nhiều người tin và mua, bắt đầu chú ý cái sản phẩm base nhiều hơn ở cái chỗ điện máy xanh, đúng không? Rồi, cái bước thứ ba là design, là bắt đầu khiến cho người ta tin rằng sản phẩm của mình là tốt nhất trên thế giới và không có cái gì phù hợp với họ hơn mình. À, rồi, đó có thể là các hoạt động ví dụ như sampling hoặc là PG, Speedboy, và cuối cùng là action, thì đấy là các hoạt động như là giảm giá khuyến mãi hay là các POSM tại điểm bán để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Rồi khi mà tất cả các hoạt động đó được thực hiện trong một cái khoảng thời gian nhất định và convey một cái message nhất định thì người ta gọi là integrated marketing campaigns, ha. Rồi, vậy thì để mà giải quyết giải một cái đề thì chúng ta sẽ có một số cái bước như sau này. Oh, sorry, bước thứ tư. Bước thứ tư của mình sẽ là bước thứ tư, chả hiểu sao sai nhầm đề này. Bước thứ tư của mình sẽ là proposal building. Proposal building của mình ạ, thì mình sẽ cần phải để ý ạ. Đấy là cái việc là mình sẽ phải make slide. Make slide mình không chỉ nói với câu chuyện là làm slide đẹp đâu, mà nó phải là thể hiện được ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là có yếu tố storytelling, có thể khiến cho người đọc dễ hiểu, dễ theo dõi, ha, khiến cho họ cảm thấy đây không phải là một cái bài khô khan, mình là marketing mà, thì nó phải họ phải cảm thấy là related, kết nối như một cái con người, như một cái câu chuyện bình thường mình gossip với bạn bè ạ. Rồi, thứ hai á, là nó phải có bucket. Tức là mình, anh chị đã nói từ trước rồi, đấy là mình phải follow theo cái criteria evaluation, cái tiêu chí đánh giá, để họ thấy rằng ok, mình đang cover tất cả những chủ đề họ muốn. Và tất cả các điểm nói á, nó phải để thể hiện ra những cái thứ gọi như là những cái tiêu chí yêu cầu, và mình phải biết được đâu trong tất cả những cái thông tin mình đưa ra đâu là cái yếu tố quan trọng nhất, cách sắp xếp của mình cực sự rất quan trọng. Và một cái yếu tố nữa ấy, đấy là cái yếu tố liên quan đến analysis, là nếu mà có data để support mình thì đấy là một điều tốt. Tuy nhiên mình sẽ phải có một cái sự liên kết nhất định giữa data với câu chuyện mà mình định kể, ha. Và quan trọng nhất là mình không, khi mà mình có thể làm research nha, nhưng khi mà mình mang vào presentation ạ, mình không cho tất cả các số mà mình có vào presentation, mà mình phải draft nó như một câu chuyện. Ok, tôi muốn nói rằng cái ngành hàng này đang tăng trưởng với tốc độ 80% một năm, let's say chị đang lấy ví dụ là như vậy. Rồi thì mình mang con số 80% lại. Tuy nhiên những cái con số mà có thể trước đấy mình tìm được, ví dụ như là tăng trưởng là 80% từ tại Hà Nội hay tại thành phố Hồ Chí Minh đó, hoặc là mostly là vì người ta đi công tác nhiều, những cái thông tin mà không có quá sự nhiều sự liên kết trong cái cách mình thể hiện nội dung á, thì mình sẽ không đem vào dù mình có thông tin đấy, ha. Rồi, vậy thì một cái Rồi, vậy thì khi mình bắt đầu build proposal lại thì những cái bước nào chị sẽ khuyên mọi người bắt đầu làm? Thứ nhất ạ, đấy là mình ngồi lại với nhau một lần nữa, đọc trôi chảy lại tất cả những cái tiêu chí đánh giá. Rồi, bước thứ hai, đấy là mình chia chia sẻ công việc với nhau, bạn nào làm phần nào. Mình có structure rồi, mình có tất cả những tiêu chí đánh giá rồi, mình có team ở đấy, mình sẽ phân phối là bạn nào, bạn này làm phần nào, bạn này làm phần nào, ha. Và tiếp á, là mình sẽ có những cái cột mốc check in,
Mình không đợi đến cái ngày deadline để mình nói ôi các bạn xong chưa rồi mình đủ bài không, mình không làm như vậy. Mình sẽ phải có những cái cột mốc để các bạn chia sẻ là cái work in progress của mình, và có thể là mọi người nhìn vào bài nhau, mọi người debate để tạo cái sự connection giữa phần nọ và phần kia ha. Và chọn ra những ý tưởng tốt nhất. Alo, Minh ơi, giúp chị xem có vấn đề gì đấy. Dạ sao hết chị? Như có bạn nào bật mic đúng không? Dạ không, mà em đang check không thấy bạn nào. Ok. Rồi. Và cuối cùng ạ, là mình sẽ cần phải fine tune lại bài của mình một cách súc tích, ngắn gọn và thể hiện thông điệp. Cuối cùng là mình sẽ nộp giờ, cố gắng quản lý thời gian để nộp bài nó đúng kế hoạch ha. Rồi, cái phần... Rồi. Vậy thì trong cái thời điểm mà mình làm việc nhóm để ra, để build một bài proposal và nộp một cái case submission đó, thì những điểm gì sẽ là điểm quan trọng? Thứ nhất ạ, đấy là mình sẽ phải cố gắng quản lý thời gian thật là chặt chẽ, strict time management. Thứ hai á, open communication, mình làm việc teamwork với nhau, mình phải chia sẻ những cái gì mình cảm thấy đúng, không đúng, khó khăn, thuận lợi để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề ha. Và cuối cùng á, đấy là mình phải open minded với những cái ý tưởng khác của các bạn, bởi vì cuối cùng á, cái ý nghĩa của việc teamwork chính là việc mà mình tất cả những con người với quan điểm khác nhau, background khác nhau, cách làm việc khác nhau ngồi lại với nhau và tạo ra một cái giá trị chung. Thì mình học từ bạn, bạn học từ mình, thì đấy là cái ý nghĩa của teamwork. Và mọi người, bên cạnh cái việc là đi thi để giải, mình hãy coi cái việc là đi thi các cuộc thi marketing, đấy là một cơ hội để mình practice cái khả năng làm việc nhóm của mình trong môi trường công sở. Chị không biết là có ai đã nói với mọi người chưa, nhưng mà khi mà bắt được mọi người đi làm công sở á, thì cái phần mà hầu như tất cả các phần công việc của mình á, thì sẽ đều là teamwork hết. Các em không làm việc một mình nha. Khi em bắt đầu làm, đặc biệt là marketing, em bắt đầu một cái dự án sản phẩm mới đi, em phải làm với các phòng ban như là R&D, nhà máy, sale, trade, vân vân, đúng không? Đấy là những cái người mà gọi như là có thể khác các em về tuổi đời, tuổi nghề, background, vân vân. Và họ là những cái người ở vị trí đấy rồi. Thì thậm chí là mình phải rất là fit, mình phải fix bản thân mình với họ cơ ha, để mình build cái cách làm việc một cách teamwork nó thuận lợi. Tuy nhiên là ngay khi trong kế nhà trường, mình phải cố gắng là mình bắt đầu sharpen khả năng làm việc nhóm của mình bằng cách là tham gia các cuộc thi marketing hoặc các dự án chung trên nhà trường, để mình bắt đầu có cái khả năng hiểu, tương tác và làm việc với con người. Đấy là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất của một người mạng là marketer ha. Nó không, khi làm marketer, chị không biết là các bạn có hình dung ra rằng thực ra khi mà mình làm một marketer, cái khả năng mà creative á, nó không có nhiều đâu. Chị nghĩ là để trở thành một marketer thành công ấy, thì đâu đó cái khả năng mà nghĩ ra cái gì wow creative mà chưa ai nghĩ ra rồi, thì chắc nó chỉ đâu đó khoảng đóng góp 70% thôi. Nhưng mà các yếu tố liên quan đến communication, teamwork, soft skill nó sẽ chiếm đó khoảng 70-80% cái sự thành công của mọi người ha. Nên là chị rất là hy vọng mọi người có tận dụng các cuộc thi marketing, các project trên cái nhà trường để mình bắt đầu xây dựng những kỹ năng mềm, và từ đó mình có thể thành công hơn trong những cái bước đi đầu đời khi mà mình bắt đầu tốt nghiệp và đi làm. Rồi, và đây chắc có lẽ phần mà mọi người sẽ mong chờ nhất của ngày hôm nay, thì đấy là mình sẽ có hai, hôm nay mình sẽ cùng nhau mổ xẻ hai bài presentation ha. Một là của Big Idea là No Basis, và một Big Idea là rút để gọn ha. Thì chắc là mình giúp chị nhờ mọi người, nhờ bạn lên present cái No Basis trước nhé. Dạ, tiếp theo mình xin mời bạn Đỗ Ngọc Bảo Trâm present về bài làm No Basis của bạn ạ. Không biết bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Vâng. Trâm ơi, em cảm thấy thoải mái hơn khi mà chị xong màn hình như này và em present, hay là em tự share màn hình thì em sẽ thoải mái hơn? Chị share màn hình được ạ, tại vì em đang không dùng máy tính. Ok. Thế em nhìn thấy màn hình của chị đúng không? Dạ có ạ. Ok. Về campaign summary thì bọn em nói như nào nhỉ? Bọn em lựa chọn sản phẩm là cáp rút, sạc bàn và sạc bàn kèm sạc không dây. Thì bọn em tập trung cái chiến dịch này vào sạc cáp rút là chính.
Cái chiến dịch của bọn em sẽ có một cái mục tiêu, đấy là thay đổi nhận thức của mọi người về đầu tiên là raise awareness của mọi người về cái sự tồn tại của một cái sạc gọi là sạc cáp rút, đồng thời là cho mọi người biết là cái sự tiện lợi của sạc cáp rút nó hơn những cái sạc bình thường ở chỗ nào. Và về execution plan thì bọn em sẽ có hai công việc, đấy là một video clip ở phase 1 và một hội chợ ở phase 2 để mọi người có thể trải nghiệm. Bọn em nhìn nhận ra được là vấn đề của Bezos hiện tại, mặc dù là nhà tiên phong, mỗi khi nhắc đến sạc thì mọi người vẫn sẽ những đồ công nghệ và sạc thì mọi người vẫn sẽ nhớ đến sạc của Bezos. Tuy nhiên, như bọn em tìm hiểu được thì Bezos lại có độ nhận diện cao hơn trong dòng sản phẩm với tai nghe. Về sạc thì có vẻ là chưa được nhiều người biết đến vì nó hay bị đánh đồng với những cái đánh đồng với những cái sạc mà nó không có brand khác ấy. Rồi đến bọn em tìm ra được những consumer, cái target audience của chúng em thì sẽ những cái người mà phải làm việc nhiều với máy tính, điện thoại. Họ luôn luôn là sẽ phải xử lý một khối lượng công việc lớn. Vậy nên là nếu như mà có cái sạc rút, nó sẽ tiện lợi hơn trong việc là đợi mình không bị rối ạ. Tức là mình đang có rất nhiều việc việc rồi mà bây giờ lại còn phải ngồi gỡ rối nữa thì nó sẽ là những cái việc vặt phiền toái gây đến việc mất năng suất và tụt mood trong quá trình làm việc. Thì bọn em từ từ cái target audience như vậy thì bọn em có một cái insight ở chỗ trên hình ảnh thì chị có thể nhìn thấy. Chúng em lựa chọn big idea đấy là no basis. Ngoài ra bọn em còn nhấn mạnh chữ N và chữ sus ở đằng sau. Khi mà có Nếu mà không có basis thì mọi người sẽ trở nên anxious do là đã vội rồi lại còn càng bị khó chịu hơn ở những cái việc nhỏ nhặt phiền toái ấy. Thì key message của chúng em sẽ là giúp basis và bớt âu lo. Đấy là về phần big idea. Còn creative approach của em sẽ là nhấn mạnh vào cái việc rút, cái tác dụng rút và cái hình ảnh rút của cái sạc đấy. Thế là em sẽ exaggerate nó lên để mọi người như kiểu bị ám ảnh về cái việc phải rút ấy ạ. Thì là pull anywhere, call anytime. Mỗi khi rút thì mọi người sẽ rút sạc, cắm sạc rất nhanh thì mọi người sẽ nhanh chóng trở về lại cái guồng công việc thay vì phải ngồi gỡ gỡ. Còn về execution plan thì có một cái video clip về những phiền toái của việc là phải gỡ dây, là phải rút rút dây, thì sẽ xong rồi sẽ làm nổi bật lên cái hình ảnh rút dây sạc nhanh gọn tiện lợi mà sạc của Bezos mang lại. Còn đến phase 2 thì sẽ là một hỗ trợ công nghệ, đơn giản một hỗ trợ công nghệ mà mọi người có thể được bởi vì Bezos không bán online cái sạc này, em có search rồi và không thấy thì sẽ phải có một cái sự kiện offline nào đó để mọi người có thể được trải nghiệm sạc ạ. Em xin hết ạ. Rồi, xin cảm ơn Trâm nha. Thì hôm nay chị cũng sẽ có một số cái gợi ý của chị, hy vọng giúp cho các em có sao nhỉ? Cái cách nhìn để mình có thể improve bài của mình trong những cái giai đoạn tiếp theo ha. Rồi, thì về tổng quan bài làm ạ, chị có một số cái nhận xét như sau. Thứ nhất ạ, đấy là mình sẽ chị hiểu đây là một bài rất là well structured và mọi người rất là đầu tư vào cái chất lượng bài làm này, nhưng mà chị sẽ khuyên mọi người nhé, đấy là mọi người nên follow theo những cái tiêu chí mà đã được đặt ra trong cái phần mà tiêu chí chấm điểm ạ. Đó thì mình sẽ cần phải để ý một chút ạ, mình đọc lại cái phần các tiêu chí chấm điểm, nó bao gồm có kiểu, trong bao gồm có tổng quan chiến dịch này, bao gồm có những cái thông tin liên quan đến đối tượng, và thứ hai cái thứ tự thứ hai là đối tượng và insight, thứ ba là solution, thứ tư là những yếu tố liên quan đến implementation, thực thi, đúng không? Thì mình nên follow theo cái structure đó thì nó sẽ dễ dàng cho người chấm hơn, vì trong từ cái insight của người chấm á, thì bọn chị cũng sẽ nhận được một cái gọi như bảng tiêu chí chấm điểm này, và bọn chị để
có đấy, cân công bằng hết, hầu hết cho tất cả các team á, thì bọn chị sẽ soi xem là những cái phần trong các nội dung của các em á, thì đâu là cái phần nội dung mà nó thể hiện cái tiêu chí chấm điểm mà ban giám khảo đưa ra. Đó, thì mọi người hình dung nhất thì sẽ là một bên là cầm tiêu chí chấm điểm và một bên cầm bài làm đúng không? Thì cách nào để mình giúp cho cái bài làm của mình dễ dàng và dẫn dắt được người chấm điểm tốt nhất thì chính là mình sẽ follow theo những cái keyword cũng như là những cái cấu trúc bài làm được được đưa ra và được gợi ý trong cái phần tiêu chí chấm điểm. Rồi, và thì mình sẽ nhìn ra rằng những cái tiêu chí chấm điểm mà mình sẽ cần phải thể hiện này, những cái phần chính mình cần phải thể hiện này. Thứ nhất là phần summary thì chị thấy các em có rồi. Thứ hai là TA và insight á, thì ở đây chị hiểu những cái phần dưới dưới này này. Overload này này. Overload này, overload này, maybe là TA. Còn insight là maybe ở phần phần trên. Nhưng mà nó sẽ better hơn nếu như mình thể hiện ra rằng mình có một cái nốt hay là có một cái headline gì đấy ở đây là đây là TA và đây là insight thì nó sẽ much better, rất là dễ hiểu. Tương tự với solution, đâu là solution, đâu là creative approach thì chị cũng sẽ cần tìm những cái big idea, những cái keyword như vậy. Execution plan thì thấy rồi. Rồi. Và thứ hai á, là navigating format. Chị thấy rằng ngay cả trong cái khi mà đây là bài làm của em và khi em bắt đầu present á, em cũng có một chút confused là không biết mình nên continue với cái phần nội dung nào. Thì chị nghĩ rằng ban giám khảo không phải là người làm bài đấy, mọi người cũng sẽ có same confusion, cũng cũng sẽ bắt đầu hơi hoang mang một chút là phần nào mình nên đọc trước, mình nên đọc sau. Thì chị sẽ nghĩ là mình có thể đánh số và mình có thể có mũi tên để mình giúp cho ban giám khảo gọi như dễ dàng follow, gọi là dễ dàng follow là ok bạn này muốn tôi mình đọc theo cái thứ tự nào, bởi vì ở đây trong một trang có rất là nhiều thông tin đó. Thì chị nghĩ là cái phần này nó sẽ tốt hơn. Bây giờ nó sẽ vào các những cái gọi là detail feedback này. Thứ nhất là campaign summary. Rồi, thì chị sẽ, nếu mà mọi người có nhớ ở trong cái phần mà cái phần mà yêu cầu họ nói là mình phải có phần vấn đề đặt ra và cách giải quyết vấn đề. Thì chị sẽ nghĩ là cái phần này á, campaign summary, mình không cần phải include quá nhiều data, cái thông tin đã có trong brief, mà mình nên format và mình thể hiện nó một cách sáng tạo hơn, ngắn gọn hơn, trực tiếp hơn để giúp cho người ta nhìn thấy ok, đây là vấn đề challenge này, đây là solution, hai cột, hai box, hai cái headline, đây là vấn đề và đây là solution. Và solution thì nên thay vì nói về các hoạt động như là video clip và công nghệ hỗ trợ công nghệ, nó quá là đi theo, nó cần phải có một cái, chị nghĩ là ở cái giải pháp ở đây á, thì nó sẽ thiên về cái cách giải quyết vấn đề một cách chiến lược hơn, ví dụ như là educate về công dụng người dùng, ví dụ như một cái cụm như là educate người dùng thông qua influencer thì đó cũng là một cái cách tiếp cận, một cách giải quyết vấn đề. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nói là influencer thì nó sẽ không thể hiện ra rằng đấy là một cách để giải quyết vấn đề ha. Mình xem lại cái wording của mình ở đây một chút và có thể highlight một số các USP của sản phẩm. Rồi, cái phần thứ hai là cái phần mà chị không tìm thấy trong criteria evaluation. Tuy nhiên nó cũng là một phần mọi người có highlight ở đây là source of growth. Tuy nhiên á, chị muốn chị thấy với cái source of growth này thì chị thấy nó đang hơi sai định nghĩa của source of growth một chút. Source of growth á, thì từ cái khóa học của BME thì thường chị sẽ định nghĩa nó là cái cơ hội để có nhìn nhận ra một cái khoảng trống trong thị trường, và nếu mà capture được cái khoảng trống đấy á, thì mình có thể grow business của mình. Thì thường những cái source of growth nó có thể đến ok, bạn recruit những cái người non category user, bạn convert từ competitor user, bạn khiến cho người tiêu dùng hiện tại của bạn mua nhiều hơn và bạn thuyết phục những cái người đang rời bỏ ngành hàng quay lại. Thì ở với cái phần này á, chị đang không nhìn thấy đâu đâu sẽ là cái cơ hội để mình tăng trưởng doanh số, tăng trưởng business model từ cái phần source of growth này. Nó có thể nó đến từ đâu, nó đến từ người tiêu dùng, nó đến từ người chưa dùng hay là đến từ competitor user, thì cái model này nó đang chưa thể hiện quá rõ. Ừ. Và ngay cả cái phần mà mình nói thêm về competitor dây ở đây á, thì chị sẽ expect đấy là mình nên thể hiện rõ hơn, tính cụ thể ok mình nói về competitor là ai và họ khác biệt với mình như thế nào. Thì một cái map mà chị hay dùng đến đấy là cái position position hay là position segmentation map hoặc là position map ạ. Thì mình sẽ có như một cái những cái tiêu chí mà để đánh giá những cái tiêu chí thành công trong một cái ngành hàng đấy, và mình sẽ đặt cái vị trí của các competitor trong đó để mình nhìn thấy là cái vị thế của mình so với các competitor như thế nào.
Rồi, đến cái phần gọi là TA và Insight. Rồi, TA và Insight trong cái phần yêu cầu á, họ có nhấn mạnh đấy là mình sẽ cần phải nói cụ thể về đối tượng của mình là ai này, đặc trưng của họ và giải thích làm sao mà tại sao họ lại phù hợp với tập của Pacers. Thì cái điểm mà chị nghĩ nhá là mình có thể làm tốt hơn này. Thứ nhất ạ, bên cạnh cái phần mà chị có nhắc là mình nên nốt, mình có những cái headline đâu là target audience và đâu là insight. Thì chị sẽ nghĩ là mình sẽ nên là có một cái phần về cái TA á, mình nên cụ thể hơn với nhiều những cái bullet point, những cái tiêu chí để mình thể hiện những cái đặc trưng của khách hàng một cách chiến lược hơn. Ví dụ như là một số các tiêu chí mình có thể đặt nói ở đây này, demographic, nhân khẩu học này, tâm lý, hành vi, cách dùng ngành hàng, thói quen mua hàng, vân vân. Tức là mình thể hiện ra, không mình không viết thành đoạn văn mà mình thể hiện ra từng bullet point thì nó sẽ rất là dễ đọc và dễ follow ha, và mình cũng thể hiện ra được cái strategic thinking của mình nữa. Rồi, bên cạnh đó về cái câu chuyện đấy là liên quan đến insight. Ở đây mình có một cái đoạn insight là một người trưởng thành, tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, bên cạnh khối lượng công việc lớn, những công việc vặt và phiền toái phát sinh thường xuyên khiến tôi mệt mỏi. Và tôi muốn mọi thứ nó dễ dàng hơn. Thì cái này cũng là một insight, nó có thể đúng nhá, nhưng nó chưa liên quan nhiều lắm đến cái ngành hàng của mình. À, tại sao với cái kiểu với công việc nhiều thì tôi lại phải tìm một cái sạc gọn hơn? Chị chưa nhìn thấy cái sự liên kết và sự cụ thể hơn trong cái insight này. Thì nếu là chị thì chị sẽ viết một cái là ok, tôi là một cái người mà rất là tôi là một người rất là bận rộn với rất là nhiều các công việc công sở và có với rất là nhiều các let's say là các thiết bị điện tử ha, và tôi liên tục phải di chuyển nhiều nơi với cho nhiều công việc khác nhau, và tôi cần một thiết bị giúp tôi trong cái việc chăm sóc các thiết bị điện tử của tôi nó nhanh gọn dễ hiểu, à, nhanh gọn dễ di chuyển. Thì đấy cũng sẽ là một cái insight nó gần hơn với cái ngành hàng và cụ thể hơn ha. Rồi, cái bên cạnh đó nữa thì mình cũng có nhìn ra cái câu chuyện của nhìn về cái câu chuyện của creative approach, mình có big idea ở đây và creative approach ở đây. Thì cái yêu cầu của đề đấy là mình phải thể hiện ra một cái khía cạnh sáng tạo, và thứ hai là mình phải thể hiện được cái sự logic giữa marketing, TA và ý tưởng. Thì ở đây á thì chị nhìn thấy rằng cái sự liên kết giữa marketing, audience và ý tưởng nó hơi bị yếu. Nó chưa có thể hiện ra ok. Cái câu chuyện là trong cái bài này bằng text á, thì chị chưa nhìn thấy ra rằng cái sự confuse về cái workload á, từ cái insight mà chị đọc ở trên á, đến cái phần creative idea này nó chưa thực sự có sự liên kết. Mà nếu mà theo cái structure mà bình thường mọi người đọc á, thì mọi người sẽ đọc big idea. Nếu mà mọi người có proposal dài hơn thì mình sẽ đọc là insight trước xong đến big idea. Thì cái structure mà đang làm cái bài này thì nó đang không theo một cái thứ tự như vậy, thì rất là khó cho người dùng, người đọc á, để có thể follow được cái thinking của các em. Thứ hai á là cái từ rút á, nó được miêu tả quá là nó không tangible á, nó không single minded á. Ở đây chị hiểu là mọi người sẽ rút cái chữ, rút cái basis, rút những cái ở giữa ra để ra một cái chữ answer, answers. Nó quá complicated. Câu chuyện là nó quá complicated để giải thích nếu mà mình không phải là cái người mà làm cái bài đấy. Thì cái hình dung nếu là một người thứ ba nhìn vào bài này thì hay là nhìn vào cái ý tưởng đấy đã rất là khó để hình dung rồi, thì làm sao mà mình có thể thể hiện ra trong các hoạt động communication được, đúng không? Cái từ rút nó rất là khó ha. Rồi một cái sau bây giờ đến cái phần cuối cùng mà chị muốn nhận xét thì chính là cái phần execution plan. Execution plan á thì chị sẽ nghĩ là mọi người nhé, ở đây có cái một hai hai phase đúng không? Hai phase đấy là video clip và text phase. Nhưng mà cái điểm mà chị thấy hơi quan ngại một chút, mình hình dung nhá, execution plan á thì nó là một chuỗi các hoạt động gắn liền với nhau, như chị vừa nãy chị thể hiện là integrated marketing campaign là một chuỗi các hoạt động có sự liên kết với nhau, thể hiện cùng một thông điệp và diễn ra trong một cùng một khoảng thời gian nhất định. Thì ở đây á, chị không nhìn thấy giữa hai cái hoạt động như là rút hết chưa và full trạc dinh, full energy á, nó có cái sự liên kết gì trong cả content và về mặt format. Chị thấy nó hơi khó. Và ở đây chưa nhìn thấy ra được là cái
Còn Zoomer Journey của khách hàng như thế nào? Tức là khách hàng xem video chạy ra tech fair à? Hay là đây là hai tập khách hàng khác nhau? Đó, thì cái sự liên kết nó cũng đang hơi thiếu một chút. Thì gợi ý của chị là nếu mà các em làm một cái execution plan sau này á, thì mình cố gắng think còn Consumer Journey. Tức là mình nghĩ là ok, còn Consumer có thể biết là từ một cái video viral này, sau đó thì họ đi du lịch họ thấy này, sau đó họ đến điểm đến họ điểm bán họ thấy và họ tương tác và họ tìm hiểu thêm. Thì nó là một một cái chu trình để mình dẫn dắt người tiêu dùng. Mình nên có một cái chu trình như vậy để mình thiết kế một cái hoạt động của mình. Thứ hai á, trong cả một cái phần execution này thì chị không nhắc thấy nhắc đến timing luôn. Thì cái hoạt động này có thể diễn ra trong quý 4 không? Không thể nhắc đến timing, không nhắc đến KPI, không thể nhắc đến budget. Có thể budget có thể không quá quan trọng bởi vì trong trong bài trong trong clip chị cũng không thấy, nhưng mà mình phải nói đến KPI bởi vì KPI là cái thứ mà đã nhắc đến rất là kỹ trong trong cái yêu cầu bài rồi đúng không? Thì mình cũng phải thì theo KPI ra. Và cuối cùng đấy là cuối cùng nhé, dù là nói rất là hay về câu chuyện là mình phải educate người dùng, nhưng mà đây là một doanh nghiệp và mình đang làm marketing cho một doanh nghiệp, thì mình phải nghĩ rằng mình lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng từ tất cả các hoạt động communication mình làm có bay bổng như nào thì làm sao để nó convert ra sale, có hoạt động nào diễn ra và khiến cho người tiêu dùng nhớ và tương tác với mình không, nhớ và trả tiền cho cái sản phẩm đấy không, biến họ trở thành khách hàng của mình không. Rồi, và một điểm nữa đấy là mình không có hoạt động nào tại cái điểm bán đấy, mặc dù mình có một cái mình có những cái hệ thống phân phối khá là chính thống rồi nhá, là các cửa hàng bán lẻ truyền thống, các cửa hàng bán lẻ theo chuỗi, thì mình làm sao để mình tận dụng các location đấy. Mình nghĩ mình đặt bản thân mình vào consumer đi, khi mà mình đi mua các sản phẩm ra các thiết bị điện tử đi, thì mình cái ý kiến ở đâu sẽ quan trọng nhất, thì chính là cái thợ, chính là ở ở cái quầy đấy, chính là khi mình ra sale net các anh chị tư vấn nói với mình em ơi sản phẩm này mới, em ơi sản phẩm này tốt lắm, em ơi sản phẩm này đang có khuyến mãi. Những người đấy là người influence mình nhiều nhất, thì tại sao mình lại chưa có hoạt động tại các store như vậy? Thì đấy là những cái mà chị nghĩ là ok, bài này có thể làm tốt hơn là có thêm các hoạt động tại store, có thêm các hoạt động còn tốt ra sale ha. Thì so far đấy là cả toàn bộ những cái nhận xét của chị về về bài làm của Trâm. Thì không biết Trâm có câu hỏi hay các bạn có câu hỏi follow up nào không ta? Vâng, em cũng cảm ơn chị nhiều ạ. Nhưng mà so với một bài mà mình chỉ được trình bày trong một trang ấy, thì bọn em cũng không biết là nên thêm gì bớt gì. Nên là có những chỗ bọn em bị quá thừa, những cái bọn em lại tự hiểu với nhau, thành ra trên slide lại viết thành rất là gọn. Ừ, thế chị nghĩ á, có hai cái thứ mà mình có thể fix immediately nhá. Thứ nhất đấy là mình xem lại structure của bài mình nhá, để follow với cả tiêu chí của đề bài đưa ra. Ừ, đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là thêm em cố gắng là thêm những cái kiểu như chị nói navigating format á. Em xem các bài cái kiểu như là em có những cái design để khiến cho người ta hiểu rằng cái sau cái phần này tôi nên đọc ở đâu. Thì đấy là hai quickest action. Còn những cái thứ khác ạ, thì chị nghĩ là em sẽ có thể improve thông qua từng bài với nhau, hoặc là em có thể xem các bài khác để mình có thể rút ra kinh nghiệm. Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ. Chị sẽ gửi cái này lại cho, có gì thì chị sẽ gửi feedback lại cho Minh, thì có gì em follow up với Minh nhé. Rồi, đến bài thứ hai là bài rút để gọn. Minh ơi giúp chị với. Bài này mình xin mời bạn Phạm Trâm My. Ôi trời, Dạ trời, vâng, trời. em chào chị ạ. Em Ok là được. đại diện của team và sẽ present bài này với chị và mọi người ạ. Thì Ok. cái flow của bọn em là như thế này. Khi mà bọn em đã cái về cái brand challenge thì bọn em xác định được rằng Bezos có cái thế mạnh là sản phẩm nó có cái chất lượng tốt, ở đây cụ thể là về độ bền, độ bền, sự tiện lợi của nó so với cái giá cả rất là mềm và hợp lý. Tuy nhiên thì bây giờ thị trường hiện phụ kiện điện thoại thì nó chia ra làm hai cực, đó là brand cao cấp có giá cao và no brand thường thì là giá rẻ, và những cái brand mà có giá ở giữa như Bezos thì thường sẽ bị gộp chung với những cái no brand là hàng ọp ẹp và kém chất lượng. Thế nên là Bezos họ chưa thuyết phục được khách hàng rằng mình là một cái brand
có những cái sản phẩm mà nó thiết thực với giá cả chất lượng, với giá cả hợp lý và chất lượng cao để khách hàng có thể mua. Và bọn em có cái số liệu ở trên là rút được từ cái form khảo sát của bọn em ạ. Từ cái brand challenge đấy bọn em sẽ đi đến cái job to be done để mà giải quyết cái vấn đề đấy, thì bọn em sẽ phải truyền thông định vị thương hiệu Bezos là một nhãn hàng với những có những cái thế mạnh như thế. Từ đó thì bọn em sẽ gia tăng độ nhận diện của Bezos, và khi mà đã có độ nhận diện rồi thì sẽ bắt đầu tiến hành thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng. Vậy thì đâu sẽ là một cái nhóm TA phù hợp để mà bọn em truyền thông định vị, bắt đầu truyền thông định vị cho Bezos? Thì ở đây bọn em xác định đó chính là The Go-Getter. Họ là những người trẻ năng động, họ là những Gen Z từ 20 đến 27 tuổi, tức là từ năm 3 đến khi mà đã bắt đầu đi làm rồi ạ. Và họ ở những thành phố lớn với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu một tháng. Thì tổng quan về nhóm người này thì họ là những người năng động và họ rất là bận rộn, tại vì họ có cái khao khát mong muốn xây dựng thành công sớm, thế nên là họ luôn cố gắng đa nhiệm càng nhiều càng tốt để mà tích lũy những cái trải nghiệm làm việc, học tập. Đồng thời thì có một cái hành vi làm việc mà bọn em mà nổi bật ở cái nhóm này nữa, đó chính là chúng nó rất là thích làm việc nhóm ở những cái nơi công cộng, tại vì đây là một cách để mà họ có thể gia tăng cái năng suất và được truyền cảm hứng làm việc ấy ạ. Và một cái vấn đề, và cái occasion mà bọn em xác định sẽ xác định để mà đánh vào, đó chính là khi mà chúng nó làm việc nhóm thì chúng nó sẽ phải mang rất nhiều thiết bị, các thứ thiết bị đi, đồng thời đi kèm với thiết bị thì sẽ là dây sạc. Và như thế khi mà chúng nó làm việc thì trên bàn sẽ xuất hiện rất là nhiều dây sạc và nó sẽ rối tung lên khi mà họ cần phải sạc pin. Thì chúng nó thì tại vì dây sạc rối rồi, thế nên là chúng nó sẽ không thể tìm dây sạc được luôn, thế nên là chúng nó vừa phải gỡ rối, pin thì sẽ không được sạc ngay lập tức. Như thế nó vừa gây cảm giác khó chịu, vừa cái gián đoạn cái năng suất làm việc của chúng nó. Từ đó bọn em ra một cái insight như dưới đây ạ. Và từ cái insight đấy thì bọn em sẽ xác định cái solution, tức là cái giải pháp của Bezos, chính là cái bộ ba sản phẩm. Focus vào cái bộ ba sản phẩm này đều có cái tính năng nổi bật, đó chính là có thể rút gọn dây, đồng thời thì có cái sản phẩm ở giữa là cái sản phẩm mà bọn em muốn gọi là cái sản phẩm highlight của cả cái collection này, đó chính là cái sạc bàn. Thì bên cạnh cái việc rút gọn dây thì nó có nhiều dây hơn để có thể kết nối với nhiều thiết bị. Từ cái solution thứ năm thì bọn em ra cái strategic approach là ở cái mục 6 này, tức là từ cái việc mà dọn dẹp bãi chiến trường dây sạc ổ điện thì sẽ tạo không gian để năng suất lên ngôi, thì sẽ vừa đánh được cả functional benefit, cả emotional benefit, đồng thời thì lồng ghép được cái product role và cái brand role nữa. Và cuối cùng sang phần 7, đó chính là cái creative approach của bọn em, đó chính là bối rối. Rối ở đây tức là cái sự rối tung của những cái sợi dây sạc lên, từ đó nó gây ra cái sự bối rối cho TA, tức là cái sự bối rối và gọi là hỗn loạn về mặt cảm xúc, tại vì chúng nó bị gián đoạn sự tập trung. Thế nên là bộ ba đây sẽ chính là cái thời điểm để cho cái thời điểm hero để mà cái solution có thể bước vào và thay đổi cái không gian làm việc của người trẻ để mà cho họ yên tâm làm việc hơn. Và từ đó bọn em ra một cái big idea ở mục 8, đó chính là rút để gọn, so basic nhẹ ô lo. Thì rút ở đây nó gợi nhắc đến cái tính năng rút dây của sản phẩm sẽ giúp TA gọn gàng và gọn trí ở đây tức là họ thoải mái về tâm trí và an tâm hơn. Thì cái từ nhẹ thì nó sẽ refer đến cái việc mà sản phẩm nó nhẹ cân, nhẹ ví, tức là giá cả hợp lý nhưng mà nó vẫn có đủ sức nặng để mà TA có thể nhẹ nhõm và an tâm để làm việc năng suất cả ngày dài. Và từ đây bọn em xác định một cái campaign, một cái IMC plan. Thì tổng quan của cái IMC plan này thì bọn em sẽ muốn định vị thương hiệu và trở thành top of mind đối với TA. Và từ đấy thì campaign nó sẽ có hai cái hướng approach. À, có hai cái mục tiêu chính, đó chính là kết hợp với các influencer gần gũi với TA để mà tăng cái brand awareness. Tiếp theo là khuyến khích trial tại những không gian làm việc của TA để từ đấy kích thích nhu cầu sử dụng, và khi mà đã
gọi là thuyết phục được họ rồi thì sẽ chuyển đổi thành lượt mua. Thì bọn em có 4 phase, trong đấy có phase 2 với phase 3 là nó kiểu cùng một phase nhưng mà chia ra làm hai ấy ạ. Và cái key phase đó chính là phase 3 và phase 4 ạ. Thì phase 1 bối rối thì ở đây bọn em tổng quan sẽ là khơi gợi thảo luận cái bất tiện công nghệ khi mà họ nhóm ở nơi công cộng thông qua cái TikTok Challenge kết hợp với KOC thì để gợi lên cái pain point ở cái pain của khách hàng thôi. Từ khi mà đã có cái awareness dưới rồi thì bọn em sẽ chuyển đổi, thì bọn em sẽ sang phase 2 với mục tiêu chính là tái ra mắt ba cái sản phẩm này thành một cái collection và tập trung tăng độ nhận diện cho nó thông qua TVC và ambassador là Gerdnang. Thì mọi người có thể biết Gerdnang có Hiếu Thu Hải là đang là một cái nhóm khá là được giới trẻ yêu thích, đồng thời thì cái purchasing power của cái nhóm của những cái bạn fan của Gerdnang khá là cao và họ rất là cuồng nhiệt, thế nên là mình có thể tận dụng cái đấy để sang phase tận dụng cái đấy cho cái việc chuyển đổi của mình. Tiếp theo trong phase này thì bọn em có supporting tactic là một cái TikTok gamification filter, tức là tổng quan thì sẽ là nó sẽ là một cái game filter để mà người chơi phải gỡ rối dây sạc thôi và sẽ cho khoảng 15 giây để mà họ gỡ. Nếu như không gỡ được thì sẽ có thì mình sẽ cung cấp một cái solution, đó chính là cái sạc của Bezos. Họ chỉ cần nhấn một nút thì cái dây sạc đấy nó sẽ tự động được gỡ rối. Thì cái game này nó sẽ giúp TA hình dung được về cái sản phẩm theo một cái cách khá là vui vẻ và chiêu chiêu, thì họ vừa có thể hiểu về sản phẩm, đồng thời thì bắt đầu mình sẽ kích thích, mình sẽ gọi là gì ta, kiểu gợi nhắc đến tính năng sản phẩm ấy ạ, bắt đầu kiểu truyền bá cái tính năng và cái tên của sản phẩm đối với TA. Tất cả những cái gì mà bọn em làm được ở phase 2 nó sẽ bắt đầu chuyển sang phase 3 engage, tức là nó đang và cái phase này thì bọn em bắt đầu chuyển đổi rồi. Và với cái objective đó chính là kích thích ở chính đó chính là kích thích trải nghiệm thực tế tại không gian làm việc để mà khơi gợi nhu cầu mua hàng, mua sản phẩm. Thì cái key hook của bọn em đó chính là music video với gân nang, đồng thời thì sẽ có cái chạm sạc di động tại quán cà phê và thư viện để mà khi mà TA họ giả dụ họ quên sạc chẳng hạn thì họ có thể ra cái chạm đấy và họ dùng thử đồ của Bezos và sẽ thì họ vừa có thể thử được sản phẩm của Bezos này, đồng thời lúc đấy bọn em sẽ phát hành những cái voucher discount nếu như họ dùng thử, để mà khi mà sang phase 4 thì bọn em sẽ thúc đẩy mua hàng luôn và gia tăng brand love. Thì phase 4 này bọn em vẫn chạy cái music video này, đồng thời sẽ có một cái sự kiện offline lớn tại vì là Bezos không tại vì để bà yêu cầu là sẽ ánh tập trung chủ yếu vào những cái kênh bán hàng offline ấy ạ. Thì cái sự kiện offline đấy nó chính là cái fan meeting cùng với ambassador, thì để mà mua mua được vé và cái fan meeting này những cái người fan đấy họ sẽ phải đi mua cái sản phẩm này ở những cái cửa hàng offline. Thì khoảng tầm thì cái sự kiện sẽ bọn em dự định là chào đón từ 2 đến 5.000 người thôi. Thì như thế bọn em sẽ vừa có gọi là vừa đạt được về reach vừa có doanh thu về cho brand. Thì bọn em sẽ hết ạ. Rồi, xin cảm ơn em nhé vì đã dành thời gian chia sẻ bài làm của mình ha. Sau đây thì chị cũng sẽ có một số feedback dành cho bài làm của team mình ha. Thì với chị thì đây là một cái bài làm nó cũng rất là đầu tư, nó rất là đầu tư và rất là chỉnh chu. Mọi người có rất là nhiều những cái idea hay, cách structure bài cũng khá là tốt. Nếu mà để và cái mà chị thích nhất, nếu mà mọi người có thể nhận ra và có thể nhìn thấy luôn ở ở cái phần đầu tiên, đấy là xông suốt cả bài này có một điểm nó khá là ổn, đấy là phần này nó navigate cái bài làm rất là tốt. Mình có thể nhìn thấy các bạn navigate vào những cái thông tin như sau này. Thứ nhất, các bạn đánh số 1 2 3 4. Mình biết là ok, đọc xong 1 thì mình biết đến 2 đến 3 đến 4 đúng không? Thì các bạn và bên cạnh đấy có các bạn các mũi tên để nói rằng ok, sau phần này thì chúng ta đến phần nào. Đó, thì nó sẽ giúp đặc biệt với những cái bài làm mà với format mà chỉ có một trang như thế này ạ.
Cái câu chuyện mà làm 16 trang slide nó rất là dễ. Chuyển sang sang slide sau là một mục khác. Nhưng mà với một trang này thì cái phần mà format information nó cực kỳ quan trọng. Navigate information cực kỳ quan trọng. Nên các team á, nếu các bạn có tham gia thì cũng chú ý phần này nha. Tức là mỗi phần mục á, mình có cái sự đánh dấu và mình có những cái ký tự để mình giúp cho người đọc mình biết là ok, phần này đầu tiên, phần này thứ hai, phần này thứ ba. Ok chưa? Rồi, tuy nhiên là chị cũng sẽ có một số cái gợi ý để cho nhóm mình xem lại một chút. Thì đương nhiên chị cũng thấy là nhóm mình cũng khá là tốt trong cái phần follow criteria rồi. Tuy nhiên nhưng mà cái phần mà mình xem lại cái phần này một chút thì chị, nếu là chị thì chị sẽ put cái phần campaign summary lên đầu thay vì để nó là số 9. Cái phần số 9 thì chị sẽ tập trung vào implementation nhiều hơn. Và từ lúc mà em present á, thì chị mới có một cái idea đấy là thay vì mình có hai cái phần, ba cái phần riêng biệt là brand challenge, job to be done, campaign summary, what about là ok mình sẽ nhìn ra hai cái vấn đề ở đây luôn. Đấy là mình nhìn ra mình có thể để chung là summary, campaign summary luôn. Thì let's say là mình sẽ để ra hai cái vấn đề quan trọng ở đây này. Thứ nhất, đấy là TA chưa nghe đến brand. Chưa nghe đến brand và chưa biết đến sự khác biệt thì cái đây là vấn đề. Vậy thì cái solution đặt ra là kết hợp với influencer để tăng độ nhận diện. Đấy, mình sẽ nhìn thấy đây là vấn đề. Đây là problem, đây là solution luôn. Thì cái đấy nó sẽ giúp cho cái bài làm cái summary của các em nó sẽ logic hơn, nó giúp cho người ta đọc và hiểu luôn cái vấn đề, cái cách các em tiếp cận vấn đề ở đâu và giúp cho mọi người thể hiện ra cái strategic thinking của mọi người của các em như thế nào. Thứ nhất đấy là chưa biết. Lack of brand awareness, for example, lack of brand awareness chẳng hạn, 50% chưa nghe đến thương hiệu bao giờ. Đấy, nên không biết đến sự khác biệt. Nên chúng ta sẽ có cách tiếp cận, cách giải quyết đấy là kết hợp với influencer để gần gũi với TA hơn, giúp cho họ biết đến brand thông qua influencer. Rồi, cái nhóm thứ hai thì chính là 70% người dùng của Vsauce thì bất ngờ về cái chất lượng vượt trội. Vì câu trả lời ở đây đấy là vậy thì vấn đề ở đây cũng là một cái vấn đề, đấy là người ta bắt đầu vượt trội nhưng mà người ta lack of cái experiment thì mình có thể khuyến khích trải nghiệm sản phẩm thông qua TA, tức là có cái word of mouth hoặc là những cái chương trình mà trải nghiệm sản phẩm thì giúp cho cái khả năng convert tốt hơn. Thì từ hai cái điểm này thì mình có thể tạo ra một cái framework gọi là problem và solution ngay lập tức thì khiến cho cái summary nó thể hiện hoàn hảo cái yêu cầu của nhà của client luôn. Đấy là giúp cho người ta hiểu ra rằng à, em hiểu vấn đề của chúng tôi là gì và em có cách giải quyết vấn đề logic để giải quyết các vấn đề đấy của chúng ta. Đấy thì nó sẽ giúp cho mình có một cái start là một cái summary dễ dàng, structure dễ hiểu hơn rất là nhiều. Rồi đấy, đấy mình sẽ nhìn ra là các vấn đề đặt ra này, các giải pháp của đội thi trong phần này đó. Và một cái điểm mà chị cũng sẽ khuyến khích mọi người, chị sẽ khen mọi người ở đây để mọi người có cái tinh thần để chủ động làm research. Chị có thể thấy là ở đây là 70% 70 người, đây là chắc là mọi người làm một cái survey để hỏi bạn bè xung quanh đúng không, tập TA các kiểu đấy, thì nó sẽ giúp cho các em bên cạnh những cái thông tin mà bài làm cung cấp mình cũng sẽ hiểu hơn về thị trường ha. Mình open, mình active cho những cái gọi như primary research với cái tập xung quanh mình, nó cũng sẽ giúp cho mình có xem thị trường tốt hơn. Rồi cái phần communication chị vừa nói rồi. Rồi, đến cái phần tiếp theo là phần TA. Thì ở đây có một phần TA chị khá là thích. TA chị thấy bài này làm khá là tốt. Thứ nhất đấy là mình mô tả khá là rõ ràng và cũng đi theo những cái tiêu chí đúng không? Các em nói về demography, nhân khẩu học này, Gen Z 20 đến 27 sống ở thành phố lớn, sinh viên năm 3 năm 4, jobber kiểu lương 5 đến 10 triệu. Rồi có nói thêm về những cái yếu tố như tâm lý này, psychology này, hành vi mua sắm, hành vi làm việc rồi. Tuy nhiên á, thì nếu là chị thì chị sẽ cái phần mà hành vi mua sắm này á, chị sẽ làm kỹ hơn một chút. Bởi vì hành vi mua sắm này mình có nhiều room để làm kỹ hơn, mình có thể cắt bớt cái hành vi làm việc đi. Mình cắt bớt cái hành vi làm việc đi. Nên là mình nên tập trung hơn vào cái phần hành vi mua sắm hoặc là hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng đối với cái sản phẩm đấy, đối với cái ngành kiểu như thiết bị di động. À, cái phụ kiện di động đấy thì giúp cho người đọc cái họ plan họ hiểu ra rằng ồ mình hiểu cái sự kết nối giữa thương hiệu và khách hàng mà bởi vì thương hiệu cũng nhấn mạnh rất là nhiều vào câu chuyện là rely on, base user base
user base, based on user, yes, based on user, thì mình cũng cần phải thể hiện ra cái sự connection giữa người dùng và sản phẩm product và TA. Rồi, đến phần insight. Insight này cũng là một cái insight khá tốt. Và chị thấy là thiết bị, chị rất thích cái sự kết giải thích đấy là sự thiết bị sạc là thiết bị kết nối để giúp chúng tôi làm việc ở công cộng. Thì ở đây á, mình sẽ nhìn ra rằng là ok, mình có nói ở trên là người ta thích làm việc ở công cộng, người ta thích làm việc nhóm. Đó, thì ở đây thiết bị sạc là cái thứ mà là một phần của cái nếp sống của chúng tôi. Thì đây là một cái phần, là một cái câu kết nối rất là với chị là khá là an toàn và khá là tốt để giúp cho mình hiểu rằng tại sao từ cái phân tích ở trên chúng ta có một cái insight ở dưới. Đó, thì có ngay cái sự kết nối luôn. Và tôi muốn giải pháp tiện lợi cả nhóm nhưng phải nhỏ gọn để có thể không phá cái sự tập trung của nhóm khi làm việc. Đấy, thì nó cũng là một cái khá là hay. Rồi, tuy nhiên là cái solution ở đây á, solution ở đây chị nghĩ nhá là mình có thể tweak một chút nó gọi như grip centric hơn, tức là mình thay vào cái từ solution mình có thể thay bằng cái từ ví dụ như creative approach ha. Creative approach là ok, chúng tôi we only focus làm làm một cái format edit lại là đây là ngôi sao hy vọng này, the star của portfolio này đó, và chúng ta có thể dùng là ok với cái nhóm star này chúng ta sẽ có brand role là gì, là một cái nhóm thiết bị nhỏ gọn cho cuộc sống hàng ngày. Còn brand role đấy là về mặt physical, còn mentor thì có thể là trở thành người bạn, người đồng hành trong cái cuộc sống làm việc tất bật của mình. Đấy, thì nó sẽ thể hiện ra rằng là cái nó có sự liên kết và nó thể hiện ra cái cách tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo và chiến lược của mình, nó more business centric hơn ha. Và ở đây á, và bên cạnh đó mình cũng sẽ nhìn ra rằng là từ cái việc là mình tập trung cho một nhóm tập khách hàng nhất định á, thì đâu sẽ là cái mở ra opportunity cho những cái sản phẩm khác của portfolio nữa ha. Rồi, cái phần tiếp theo, cái big idea khá là ấn tượng, rút để gọn, rút basic nhẹ eo lo, thì nó cũng hơi giống cái nhóm đầu tiên một chút. Thì ở đây á, mình sẽ nhìn thấy rằng có một cái sự, cái đề bài yêu cầu là có sự dựa trên insight và creative approach này, phù hợp với định hướng thương hiệu này. Thì ở đây các bạn có cái câu, thực ra nó không có nhiều sự liên kết đến cái tên lắm, nhưng mà chị thích cái phần giới thiệu là rút là tính năng rút dây của sản phẩm nhé, giúp cho cái khách hàng của mình gọn gàng và gọn trí. Đấy, cái wording dùng rất thông minh nha, gọn gàng và gọn trí. Và sẽ sản phẩm nhẹ cân, nhẹ ví. Đấy, trong cả cái cách mà mình giới thiệu, giải thích vấn đề á, nó cũng là có cái sự chơi chữ ở đây, nó sẽ thể hiện cho người người kiểu như người đọc qua ban giám khảo thấy rằng ok, em này cũng có một sự sáng tạo, đọc cũng sẽ thấy cảm thấy là wow, nghe rất là mới mẻ đúng không? Nhẹ nhẹ cân nhẹ ví nhưng đủ sức nặng này để khách, để các bạn nhẹ nhõm an tâm làm việc năng suất. Đấy, thì với chị đây là một cái câu giải thích rất là tốt. Thứ hai đấy là relevant, nó vẫn có sự relevant đến brand, đến những cái giá trị của brand mặc dù không nhắc đến tên brand. Rồi, thì đây là một cái big idea này, với chị thì chị thấy không thể có điểm trừ gì cả, chị thấy nó hay. Rồi, đến cái phần mà implementation này. Implementation nha. Thì ở đây á, chị thấy rằng cái implementation thì chị thấy là cái connection giữa bốn bốn giai đoạn là có. Là mình sẽ nhìn thấy rằng ok, từ giai đoạn nhưng mà từ cái giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ hai thì chị lại không thấy rõ lắm. Nhưng mà overall thì chị cũng thấy có một sự connection, ví dụ như MV rồi đến ambassador rồi vân vân, là mình thấy có một sự tương tác là từ trên mạng xong đến gót nang rồi đến fan ở ngoài. Đấy, nó có một sự liên kết, thì overall thì đấy vẫn là một điểm mà chị sẽ welcome này. Thứ hai là mình có một cái khá là kỹ về mặt timing, đấy là mình phân bổ thời gian, ví dụ như frame đầu là nửa đầu tháng 10 này, frame sau là nửa đầu tháng 11, frame sau nữa là nửa đầu tháng 10, là của tháng 11 và tháng 12, và cuối cùng là nửa cuối tháng 12, là có một sự relevant với cái timing đã đặt ra. Ừ, rất là well prepare cho cái timing đó là quý 4 năm 2024. Minh ơi giúp chị xem là có bạn nào đang bờ mic đấy. Em thấy không có bạn nào mà mất hết chị ơi. À, em thấy ạ. Sao lại có cái tiếng nhỉ? Rồi, tiếp này, sau đó thì đến cái phần mà
Và cũng có những đi theo về phần budget, ví dụ như là mình, các bạn em sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy rằng cái reach and engagement ở các phần các bạn ý có số liệu là số absolute và thể hiện ra cái progress là bao nhiêu phần trăm, thì đấy là cái mà chị rất là appreciate. Budget cũng có luôn, tuy nhiên ở đây ạ thì chị không biết là vì chị đã nhận xét ở nhóm trước thì lúc mà bạn bạn sau present thì bạn ấy có nhắc đến một số các hoạt động combo thử rồi mua các thứ, thì nhưng mà chị khi mà chị đọc lần đầu thì chị không thấy cái yếu tố này, somehow là bởi vì chị chưa hiểu hết, nhưng mà chị nghĩ rằng mình nên đầu tư nhiều hơn vào phần đấy. Mình có thể rút bớt các hoạt động marketing, rút bớt các ví dụ như có thể rút bớt phase 1 đi, rút bớt cái phase bối rối trigger ấy, mình tập trung mình nhảy luôn vào cái phase 2 launch TVC rồi whatever, nhưng mà mình tập trung nhiều hơn, let's say ở cái phần mà cái hành trình là trải nghiệm tại văn phòng này. Có visualize từ cái chỗ từ văn phòng ra đến trạm dừng thử và nhận voucher như nào và đến store như nào, mình visualize kỹ hơn về cái consumer journey đấy thì khách hàng người xem á, họ cũng sẽ hình dung được tốt hơn là ok bạn này có trong đầu cái tư duy là khách hàng họ sẽ hành xử như thế nào, sẽ chạy sẽ có những cái quyết định ở những điểm chạm nào đấy, thì mình sẽ thể hiện được cái cách sáng tạo và cách cái tư duy planning của mình tốt hơn ha. Rồi tuy nhiên á thì overall cả hai bài thì chị nghĩ là mình có một số cái sẽ có hai cái key point mà chị sẽ khuyến khích mọi người nghĩ rộng hơn một chút. Thứ nhất đấy là cái địa điểm mà mình sẽ tập trung các hoạt động, nếu mà mọi người có thể để ý á thì trong bài á, đã nhấn mạnh rất rõ đấy là cái sản phẩm này được bán ở các chuỗi bán lẻ, thì mình cần phải có các hoạt động thúc đẩy ở các chuỗi bán lẻ này. Điện máy xanh, thế giới di động, nó có thể là các hoạt động trưng bày, nó có thể là exclusive partnership. Mình có thể ví dụ như là chị sẽ rất more than welcome nếu như mà mọi người nói rằng ok solution là let's say với điện máy xanh, chúng em provide, chúng em có specific kiểu customize deal cho một cái sản phẩm gọi như là sạc bàn đi. Còn với thế giới di động thì chúng ta có một cái customize deal cho sạc sạc tròn đi. Đấy, thì nó sẽ thể hiện ra rằng cái tư duy về mặt là cái thinh về cái channel focus, localization của mình sẽ tốt hơn. Và một điểm nữa đấy là cái hành vi của một cái người mà hay đi mua các thiết bị gọi như là phone accessory ấy. Phụ kiện điện thoại, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái tư vấn, những cái trải nghiệm tại điểm bán những cái chuỗi như điện máy xanh hay thế giới di động ạ. Thì làm thế nào để mình có thể nâng cái khả năng là khiến cho cái sản phẩm của mình outstanding trong các chuỗi bán lẻ như vậy so với các competitor khác. Mình phải nhớ nhá là even là khách hàng đến cái thế giới di động điện máy xanh rồi, họ vẫn ở trong đấy có rất nhiều các sự lựa chọn, vậy thì tại sao mình sẽ là number one ở trong từng store này. Rồi thứ hai là một cái điểm nữa chị nghĩ em cũng sẽ khuyến khích mọi người nghĩ hơn kỹ hơn một chút, sâu hơn một chút, đấy chính là thời thời điểm diễn ra. Ở đây họ nhấn mạnh rất rõ vào thời điểm quý 4, và tại sao quý 4 lại quan trọng với ngành bán lẻ. Bởi vì hầu hết ạ, đối với ngành bán lẻ thì quý 4 là một trong những cái giai đoạn cực kỳ quan trọng trong circle, trong business circle của họ một năm. Bởi vì sao? Bởi trong cái quý 4 là thời điểm tập trung rất là nhiều những cái ngày, ví dụ như 20 tháng 10, ví dụ Black Friday, ví dụ như 20 tháng 11, ví dụ như Christmas. Bất cứ ở thời điểm nào khi mà các em ra các chuỗi bán lẻ đi, các cửa hàng thời trang, mình sẽ nhìn thấy rất là nhiều các thông tin khuyến mãi ở thời điểm đấy. Thì vậy tương tự đối với cái ngành mà bán lẻ các thiết bị điện tử này, thì cái thời điểm quý 4 nó sẽ có rất nhiều các occasion để mình drive sale khi mà bản thân chuỗi có chương trình. Và vậy thì mình sẽ và có rất nhiều cái traffic đến cửa hàng, thì mình làm thế nào để mình có thể gọi như là optimize được cái traffic đông ở thời điểm đấy và mình boost cho cái thương hiệu mình đi lên. Thì chị nghĩ đó sẽ là một cái ý tưởng mà khiến cho ban giám khảo hay là client sẽ cảm thấy rất là touch, rất là kiểu cảm thấy là ok, đây là một cái nhóm cực cực kỳ hiểu về thị trường đó. Thì chị nghĩ là để fix những cái vấn đề này thì chị nghĩ là maybe trong những cái lần tới khi mọi người giải đề á, mọi người nên nói chuyện nhiều hơn, không chỉ đối với những cái người mà trực tiếp sử dụng sản phẩm, mình có thể đi thị trường, mình cũng có thể đến những cái điểm bán sản phẩm đấy và để hiểu thêm một số cái insight, thì chị sẽ nghĩ là nó bà khiến cho bài làm nó down to earth hơn và nó có impact thực sự tốt hơn ha. Thì không biết là nhóm thứ hai có câu hỏi follow up hay là có cái phần nào cần clarification nhiều hơn không?
Hello, hello. Minh ơi, em xem bạn ấy còn ở đây không? Bạn ấy mới nhắn em là bạn bị rớt mạng nên bạn out ra rồi chị. Ok. Rồi, vậy thì chắc là bạn ấy sẽ không follow up với chị tiếp. Vậy thì tiếp này, đến cái phần thứ hai nữa thì nó sẽ là cái phần nếu mà là chị thì chị sẽ khuyến khích cho mọi người là khiến cái gì khiến cho một cái project nó outstanding thì nó có thể nếu mà mọi người có một cái không gian rộng lớn hơn để làm bài hay làm những cái cuộc thi khác thì một cái idea mà mình tin rằng nó có thể có impact không chỉ trong một cái season, trong một cái immediate một cái thời gian ngắn hạn và trong một cái khoảng thời gian dài hạn và trở thành platform ví dụ như là đi để trở về của Pitt thì nó sẽ khiến cho ban giám khảo và cả client sẽ cảm thấy là đây là một ý tưởng rất là powerful. Rồi tiếp đến cái phần mà chị nghĩ là nếu mà mọi người chưa có câu hỏi gì thì mình chị sẽ đến đi qua nhanh cái phần cuối cùng ha. Đấy là nếu mà sau khi các em thi các cuộc thi marketing xong thì mình nên làm gì? Rồi, lấy cảm hứng của Thái Công, để làm marketing thì sẽ cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đúng không? Và một điểm nữa đấy là các mối quan hệ. Các cuộc thi marketing không không phải là tất cả. Rồi, vậy thì knowledge. Knowledge là gì? Và đấy là kiến thức. Vậy thì mình có thể lấy kiến thức marketing ở đâu? Thì nếu thứ nhất, nguồn quan trọng và chính thống nhất trên lớp. Các bạn nào đang học marketing hoặc kiểu như muốn thay đổi cái nghề nghiệp về marketing ấy, thì chị sẽ more than welcome các bạn có thể để chú ý các bài làm trên lớp này hoặc là có những nếu mà có cái cơ hội để làm văn bằng 2, văn bằng 3 mà vì marketing ở trên trường thì chị sẽ rất là welcome. Vì thường là các kiến thức trong trên trường sẽ là những kiến thức có chọn lọc, có hệ thống và có cách giáo dục khá là bài bản để giúp chúng ta có thể nắm bắt được kiến thức tốt hơn. Thứ hai thì nó sẽ có một số các nguồn mà mọi người có thể mở rộng kiến thức ra thì đó có thể là các online course và chị highly recommend Brandcamp ha. Brandcamp có một hệ thống các bài giảng với rất là nhiều chủ đề khác nhau tùy thuộc vào cái sự hiểu interest của mọi người ha. Mọi người có thể tham khảo ở Brandcamp .asia ở phần course ha. Mình có thể dựa trên vào nó có brand activation, brand communication, brand innovation, planning rồi là insight digital marketing vân vân, nó có rất nhiều chủ đề. Ngoài ra chị sẽ nghĩ là ngoài ra mình cũng có thể tham khảo những campaign thú vị thông qua là mình đọc những cái bài báo trên brands Việt Nam này, những trang ví dụ như Adweek này ha, để mình có thêm được nhiều idea hay để mình hiểu thêm là ok ở ngoài kia thế giới nó đang làm marketing như thế nào. Rồi vì cái nếu cho for the information thì cái việc mà tiếp cận kiến thức và tự học hỏi nó chính là kiểu được nhìn lại active learning. Đây là cái kỹ năng quan trọng thứ hai trong top 10 skill mà World Economics Forum đã nhìn nhận của các bạn mà muốn sau này muốn trở thành các top business leader. Nên chị highly recommend mọi người có một cái sự proactivity trong việc là mình tiếp cận kiến thức và gặt hái kiến thức cho bản thân mình. Rồi, thì ở một phút ra thôi 30 giây để khỏi quảng cáo. Ở Novaline bọn chị có PME, Practical Marketing Essential. Ở đây bọn chị đã thiết kế một cái khóa học khá là ngắn gọn cho các bạn newbie mới bắt đầu marketing hoặc các bạn có dự định chuyển sang marketing mà chưa biết bắt đầu từ đâu á thì bọn chị sẽ có một khóa học 8 buổi và cover xuyên suốt các chủ đề nội dung bao gồm có cả career, các nội dung chính của marketing, thậm chí cả một số các topic hot về execution ví dụ như digital marketing, future marketing, omni channel marketing ha. Và cuối xuyên suốt và cả khóa thì sẽ có một số các bài làm, một số các bài tập về nhà để giúp chúng ta có thể luyện tập những cái gì chúng ta học trên lớp và có cuối khóa mình sẽ có một bài presentation ha. Và nó cũng sẽ có bài presentation. Tuy nhiên nó khác với cái bài mà mình sẽ làm ngày hôm nay đấy là cái bài presentation này nó có sự xây dựng của chúng ta, có tức là cả chị và các bạn học viên trong suốt khóa học để mình cuối cùng mình có một bài final presentation mà mình cảm thấy là ưng ý nhất mình tiếp thu mình vận dụng cái kiến thức mình học và trong khi đó mình vẫn có nhận được những feedback của giảng viên. Rồi, bên cạnh cái việc mà mình đi học thì mình có thể gain thêm experience thông qua là các internship và part time job này. Nó có thể là các job mà ví dụ như là của các chương trình internship của các công ty danh tiếng, còn nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể thử sức ở các job nhỏ hơn, ví dụ như là các job như là content marketing ở những startup hay là các SME nhỏ hơn. Câu chuyện ở với các bạn mới bắt đầu đi làm ấy, đấy là không phải là vì mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền hay job có fancy hay không, nó là câu chuyện là chúng ta có thể hòa mình vào tập thể và có thể là
communicate về những cái vấn đề chuyên môn trong một môi trường, coi như là môi trường đa dạng của công sở hay không, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta sẽ cần phải cố gắng luyện tập trong cái thời gian mà mình làm, dù là mình làm internship hay là part time. Thứ hai là competition, thì mình chỉ giống như là câu chuyện của MOA, thì mình chỉ cũng khuyến khích mọi người tham gia một số các cuộc thi như là Young Marketer, thì chắc là hôm nay tháng tháng 10 rồi, tháng 9 rồi, thì sắp là Young Marketer cũng đã mở rồi đấy. Có UFL Future Leader List này, bản lĩnh marketer thì cũng mới vừa kết thúc. Mọi người có thể check trên những cái fanspage lớn như là các club marketing của các trường như là Phật Tu 1, Phật Tu 2 này, IMIT, để mình xem cập nhật các cuộc thi marketing ha. Và đặc biệt là trang của Young Marketer cũng là một trang chuyên môn chị khá là thích về cách phân tích và chia sẻ những cái campaign hay. Rồi, nếu các bạn yêu thích marketing và yêu thích cả tình nguyện nữa thì không gì tốt hơn cả những cái hoạt động như là community participant, như là ok các hoạt động của trường lớp này, hay là các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các trẻ em vùng khó khăn, thì đó cũng là một cái cơ hội tuyệt vời để mình vừa có thể cống hiến cho xã hội, mình trẻ mà cống hiến cho xã hội, và mình có thể rèn giũa được cái khả năng của mình. Rồi, điểm cuối cùng là network. Sau mỗi một cuộc thi marketing ạ, thì chị hy vọng là mọi người không chỉ dừng lại ở câu chuyện là ok bài của mình có được chọn vào top 20, top 10, top 15 hay không, hay top 3. Cái quan trọng đấy là mình phải phát triển được cái network, cái mối quan hệ của mình đối với những cái người có cùng tần số. Rồi, mình hay có cái câu chuyện là cùng tần số và mây mây tầng nào gặp gió tầng nào gặp mây tầng đấy, đúng không? Thì có cái môi trường của các cuộc thi marketing cũng là môi trường phù hợp để cho mình gặp được những người tần số, cùng có tần số như vậy. Họ có thể là những cái bạn mà thứ nhất đấy là cùng tham gia các cuộc thi như mình, có thể đội nọ đội kia, rồi chúng ta kết bạn, chúng ta biết với nhau và chúng ta cùng nhau trao đổi kiến thức để đi lên. Thứ hai, nó có thể là alumni của trường mình hoặc là của cuộc thi, thì mình cũng có thể học từ thành công của họ ha. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi, chị tin rằng cái thế hệ hiện tại thì mọi người cũng sẽ rất là dễ dàng là kiểu giúp đỡ để cùng nhau phát triển. Có thể là chuyên gia, nếu mà các bạn hầu như các bạn mà nếu mà đi vào semi final hoặc final list thì sẽ hay được đi training, thì mình hãy cố gắng là build cái connection, gặp gỡ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với các anh chị trainer ở trong những cái buổi training đấy để mình có thể build connection. Maybe là kiểu bây giờ mình thấy chưa có nhiều liên quan lắm đâu, bởi vì anh chị ở đâu ở xa quá, anh chị đi làm mấy năm rồi còn mình mới đi học thôi, nhưng mà có thể trong mấy năm sau khi mà mình ra trường thì có thể là mọi người anh chị có thể phát triển lên một vị trí nào đấy, anh chị có thể cho mình thêm nhiều cái career advice ha, mình cố gắng kết nối nhiều hơn. Thì ngày xưa cũng có một cái câu chuyện vui là ngày xưa chị đi thi một cái cuộc thi, bây giờ Young Marketer à không phải gì ta IM ôi IM Tomorrow Marketer, chắc mọi người cũng sẽ biết Tomorrow Marketer. Ngày xưa Tomorrow Marketer có tổ chức một cuộc thi giải cây, thì năm đấy chị được nhất. Năm đấy chị được nhất. Năm nay có thấy có tổ chức lại. Năm đấy chị được nhất, và cái hay của cái cuộc thi đấy là năm đấy chị được nhất, xong chị có kết nối với ban giám khảo của cuộc thi đấy. Thì sau khoảng độ 6 tháng 1 năm sau thì bọn chị chỉ giữ liên lạc thôi, giám khảo kiểu cũng impress bởi vì cái cách chị present. Thì sau đó 6 tháng 1 năm thì chị có giới thiệu cho chị một cái job ở Golden Gate làm ABM luôn, ở cái năm hồi chị học năm tư chưa ra trường, trường hợp đầu tiên trong công ty đi làm ở trước bạc. Thì đây cũng là một cái nice example của việc là chúng ta perform rất tốt ở trong các cuộc thi, chúng ta build connection, long lasting connection, để từ đó mình có thêm nhiều cái cơ hội trong tương lai. Rồi, và cuối cùng là có thể mình các em có thể cân nhắc là build những cái connection với các anh chị làm HR, đặc biệt với những cái cuộc thi mà có sự tham gia của các tập đoàn lớn và có những họ coi đấy là một cái cơ hội để tuyển dụng nhân tài trong công ty của mình, thì kết nối với các anh chị HR mà tham gia phụ trách cái cuộc thi đấy cũng là một ý tưởng tốt để mình có thể follow được những cái job, những cái opportunity từ cái công ty đó. Nên nhớ nhá, MT là một excellent start cho cái marketing career. Đương nhiên, lương tốt, trọng vọng, thì nó là một cái khái niệm khá là thú vị. Nhưng mà nó không phải là con đường duy nhất để mình bắt đầu con đường là marketing của mình. Ha? Mình có thể bắt đầu từ các chương trình khác như các chương trình Fresh, mình cũng có thể intern 6 tháng, chuyển convert lên full time rồi lên ABM vân vân. Nên là cái việc connection và build những cái network với những cái người mà có cùng mối quan tâm và cùng nhau phát triển sự nghiệp, thì đấy là một cái khái niệm mà chị nghĩ là mọi người nên bắt đầu chú ý. Ở Việt Nam nhé, là chị thấy cái việc tìm việc nó không quá khó đâu.
chị thấy là kiểu ôi mọi người có thể tham gia rất nhiều hoạt động để kết nối. Tuy nhiên khi mà chị đi học nước ngoài chị cảm thấy rất là bỡ ngỡ, đấy là khi các bạn mà kiểu 29, 19, 20 tuổi các bạn phải dành rất nhiều thời gian để call connection để nói chuyện với một ai đấy để get referral vào một job ạ. Thì chị cảm thấy là uầy, các bạn, các em của mình ở Việt Nam đang quá sung sướng, mình có quá nhiều các cuộc thi để mình tiếp cận và mình nói chuyện trực tiếp luôn với những expert, với các anh chị HRVP, với cả business leader. Nên chị sẽ rất là welcome, chị sẽ rất là cổ vũ mọi người tham gia thật là nhiều các cuộc thi, thật là nhiều các hoạt động, gặp gỡ doanh nghiệp để mình hiểu rõ hơn về về thị trường việc làm và mình tự xây dựng được cái cơ hội làm việc của mình ngay khi mà mình còn đang ở trên ghế nhà trường. Rồi, cái con đường cuối cùng nhá, đấy là cái lời khuyên cuối cùng, đấy là mình nên dù làm bất cứ một cái gì thì mình cũng nên có một cái connection tốt với bản thân, biết rõ bản thân muốn gì này, yêu bản thân, tin tưởng bản thân, mọi thứ đều có process. Và cuối cùng là dù chả làm marketing, làm marketer hay không thì hãy chính là các em, mình phải làm một người vui vẻ ha, tự tin. Và mỗi người thì sẽ đều có một cái con đường nghề nghiệp riêng, không có ai giống ai hết. Nó đến từ hai thứ: thứ nhất, tính cách mọi người khác nhau, quá khứ mọi người khác nhau, background khác nhau, interest khác nhau, cách tư duy khác nhau. Thứ hai là cái tương lai về mặt nghề nghiệp, chị nghĩ trong khoảng độ 5-10 năm tới cũng sẽ thay đổi rất nhiều, đặc biệt với cái sự involvement của AI ở thời điểm này thì thị trường Việt Nam sẽ thay đổi về mặt job market, chắc chắn sẽ thay đổi rất là nhiều, cả Việt Nam cả thế giới. Và với Việt Nam, với cái cơ chế hiện tại, vì cái và ở cái state hiện tại của Việt Nam trong cái việc là ok, mình muốn định hướng trở thành một đất nước chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, thì cái cơ hội chị nghĩ là nó sẽ open cho tất cả mọi người, nhưng mà miễn là mọi người phải sao ta cập nhật thông tin, nắm bắt, xây dựng, bắt đầu những cái connection từ càng sớm càng tốt ha. Rồi, so far đấy là tất cả những cái gì mà chị muốn chia sẻ trong ngày ngày hôm nay, bây giờ đến mục Q&A. Dạ chị ơi, trong phần Q&A thì có một bạn hỏi là chị có thể chia sẻ thêm về tính thời vụ của Q4 ảnh hưởng như thế nào đến ngành hàng bán lẻ được không ạ? Ủa, em ấy gửi em ơi, em nào gửi cái câu đấy Q4 ấy thì chị có một slide giải thích phía sau rồi rồi đấy, bởi vì Q4 là một cái thời điểm mà có nhiều cái lễ hội, nhiều cái occasion để có nhiều chương trình, ví dụ như là có ngày 20 tháng 10 này, 20 tháng 11 Black Friday, đấy là cái thời điểm mà hầu hết các chuỗi bán lẻ, về cái nature của ngành bán lẻ thì sẽ có một rất là nhiều chương trình, nó sẽ thu hút được rất là nhiều các khách hàng, họ họ cùng đến tham kiểu tham gia mua sắm ở thời điểm đấy, thì từ đó thì mình có thể lựa, mình có thể tận dụng cái effect đấy để mình optimize được cái sale performance của mình tại điểm bán ha. Không biết là hồ sơ thần này không nhìn thấy được chứ ấy ta. Rồi, còn có hỏi follow up nào không? Hiện tại thì trong phần chat chưa có thêm câu hỏi. Nếu như mà các bạn có câu hỏi muốn đặt cho chị Phương thì các bạn có thể bật mic lên hoặc là nhắn vào chat, mình sẽ đọc mic các bạn nha. Dạ Ngoài chị ra thì ơi, em là người hỏi câu hỏi về Q4 á, thì có một cái em chưa tìm hiểu được qua internet, đó là không biết cái những cái ngày đó nó có ảnh hưởng đến cái ngành bán lẻ, đặc biệt đối với ngành hàng là F&B trong FMCG không ạ? Em ơi, em đi chỗ MCG là ngành nào nhỉ? Em cho chị một ví dụ đi. Dạ, ví dụ như là bánh kẹo ạ, hoặc là Ừ. nước ngọt. Ừ. Thì nó sẽ có ảnh hưởng nhất định nhá. Quý 4 thì nó sẽ không, với mỗi ngành hàng nó sẽ khác nhau nha. Với cái ngành hàng bán lẻ thì trong những cái bán lẻ kiểu như là specialty, như là thiết bị di động, thiết bị công nghệ đi, thì nó sẽ có một cái kiểu huge impact á, bởi vì cái giá trị ngành hàng nó cao. Em tưởng tượng là kiểu mấy triệu một cái sản phẩm thì đến lúc mà người ta giảm giá 10% đi thì nó là kiểu cái gap giảm giá rất là lớn, thì đến quý 4 nó gần như là một cái trồng ngược lên á, về mặt sales performance, volume, những người đến. Còn đối với các sản phẩm như FMCG, như bánh kẹo á, thì cái movement nó sẽ chậm hơn một chút ở cái thời điểm mà let's say tháng 10, tháng 11, even Black Friday nó không có quá nhiều đâu. Bởi vì sao? Bởi vì kể cả giảm giá, kể cả những chương trình khuyến mãi, thì cái phần
cái giá trị mà họ nhận được, giá trị nhận thêm của họ không nhiều. Thì tháng 10, tháng 11 nó không nhiều nhé. Nhưng đến tháng 12 ấy, nó sẽ tăng vút. Bởi vì sao? Cái câu chuyện của tháng nó khác với cái ngành kia. Bởi vì cái ngành hàng bánh kẹo, ngành hàng nước ngọt là ngành hàng phục vụ cho Tết. Đấy, tức là nó sẽ có những cái seasonality khác nhau giữa các ngành hàng nhé. Ngành hàng bánh kẹo, ngành hàng bánh kẹo và nước ngọt thì đấy là cái ngành hàng cho Tết. Thì đấy là cái lúc đấy demand của thị trường sẽ tăng rất cao. Even là có khuyến mãi hay không thì lúc này thì nó sẽ kiểu tăng vốt lên. Đấy. Thì bên cạnh cái việc là demand của thị trường tăng rất cao bởi vì người ta mua bánh kẹo, mua nước ngọt để đi tặng quà, để đi liên hoan, đi chùa chiền, thì maybe các siêu thị, các chuỗi siêu thị hoặc là các chợ ấy, họ cũng sẽ có thêm các hoạt động như trưng bày, tặng quà hay là có packaging riêng. Ừ. Nhưng mà lúc này cái sự thay đổi về mặt volume và cái impact của thị trường nó không phải giống như của ngành bán lẻ công nghệ. À, thì không biết là em có hiểu cái point chị chia sẻ Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ. không? Vậy thì cái câu chuyện làm sao để mình hiểu được cái seasonality của thị trường thì chị nghĩ là thứ nhất mình observe một chút thôi. Chị thấy mọi thứ nó đều diễn ra trước mắt mình thôi. Đấy là ví dụ như là chẳng qua là các em không để ý đâu, ví dụ như ngành hàng công nghệ thì chị nghĩ là bạn nào xem kiểu tuổi teen mà xem S channel thì đến tháng 9 thì cũng sẽ đều thấy là kênh nào S channel cũng nói sắp đến mùng 5 tháng 9 S channel sẽ giảm giá bao nhiêu phần trăm đấy. Năm nào S channel cũng làm cái content như vậy luôn, bởi vì cái Safonet họ giảm giá như vậy mà, có chương trình đấy là một trong những mùa cao điểm của cái ngành hàng thiết bị công nghệ. Ừ. Hoặc thứ hai để mình để ý một chút ở trên các kênh truyền thông mà mình follow này. Thứ hai đấy là cái mình có thể đến các điểm bán đấy, mình hỏi trực tiếp anh chị PC People, nhưng mà không phải hỏi là ôi anh chị ơi cho em khảo sát thị trường, không phải hỏi như là mình là một khách hàng ấy. Đấy, anh chị ơi đâu là cái thời điểm mà mình kiểu như là nhiều sôi động nhất, có nhiều chương trình khuyến mãi nhất. Mình hiểu ở cái tâm thế mình là một người khách hàng ấy, thì người ta dễ dàng trả lời hơn, chứ đừng đến hỏi kiểu anh chị ơi em đang làm bài, anh chị cho em phỏng vấn, thì nó sẽ kiểu các bạn ấy sẽ không muốn trả lời lắm. Nhưng mà mình hỏi như theo một cái tâm thế là mình là một người khách hàng potential customer thì họ sẽ willing để trả lời cho mình ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Có một bạn cũng hỏi là dạ nếu quan sát thị trường trực tiếp tại các điểm bán lẻ hay siêu thị về sản phẩm thì mình làm thế nào để quan sát đúng động cơ hành vi của khách hàng ạ? Sorry, nói lại. Dạ, nếu quan sát thị trường trực tiếp tại các điểm bán lẻ hay siêu thị về sản phẩm thì mình làm thế nào để quan sát đúng động cơ hành vi của khách hàng ạ? Em ơi, em đọc chậm lại đi, sao chị chả hiểu được gì ta? Dạ. Nếu mà mình quan sát thị trường trực tiếp tại các điểm bán lẻ hay là siêu thị của sản phẩm thì mình phải làm như thế nào để mà quan sát đúng về động cơ cũng như là hành vi của khách hàng ạ? Quan sát đúng thì thứ nhất là mình phải đứng đấy đủ lâu. Đầu tiên đứng đấy đủ lâu, rồi đứng đấy đủ lâu để quan sát cái pattern của khách hàng. Thứ hai là có thể nói đến và hỏi chuyện, bắt chuyện nhẹ nhẹ với các chị mua hàng ở đấy, để hỏi thêm cái tiêu chí gì mà các chị quan tâm, cái thời điểm đó các chị hay đi mua hàng, các chị nghĩ gì. Mình có thể phỏng vấn nhẹ nhàng đối với những cái người mua hàng ở thời điểm đấy. Dạ, em cảm ơn chị. Bạn Thu Vân hỏi là chị có thể chia sẻ thêm về phần Sync Customer Journey và các điểm chạm trên online và offline không ạ? À? Em chưa rõ phần đó. Điểm chạm online offline ấy, thì chị nghĩ nhá là em hình dung, em tưởng tượng đi em, hoặc là em nói chuyện với các một bạn target consumer ấy, em phải hỏi bạn ý là tư duy nhá, em hỏi bạn ý là bình thường lúc mà từ lúc bạn ấy biết một cái sản phẩm gì đấy đến lúc bạn ấy quyết định mua hàng thì bạn ý thường có những hành vi như thế nào, thì mình sẽ hiểu rằng cái journey và cái touch point của các bạn đấy đi theo những cái điểm chạm đấy, hiểu không? Đó, thì đi theo những cái điểm chạm đó thì mình sẽ hình dung là ok, bạn ấy hay, let's say là bạn ấy mua mua một thiết bị điện tử đi, bạn ấy hay lên một cái forum để bạn ý check xem cái chất lượng quality của mình như thế nào, cái sản phẩm đấy như thế nào. Thì từ phía nhãn hàng mình hiểu ok, bạn ấy sẽ đến cái forum đấy để bạn xem đấy. Thì bây giờ từ phía nhãn hàng mình phải thiết kế ra rằng mình có những bài seeding, mình có những bài quảng cáo, mình có nhiều cái hoạt động để mình show cái present của mình trên cái forum đấy nhiều hơn. Đấy, thì nó sẽ thiên về cái câu chuyện là mình thinh nhá, có những cái step của consumer journey, ví dụ như awareness, design,
sorry, awareness, interest, design, action. Nhưng mình cũng kết hợp với việc là cái mình hỏi những cái tại bạn target consumer là mình hiểu xem là đâu là những cái task point mà các bạn ấy ở từng giai đoạn đấy, thì mình sẽ có những cái bước tiếp cận phù hợp. Ở là ví dụ như bạn ấy hay đến cái forum này thì mình cũng show up ở forum này ha.